Chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục với một trong những cái bài toán sóng rất là lý thú đó là bài toán về sóng âm. Sóng âm là một phần hay là một phần nhỏ ở trong các cái loại sóng cơ học nói chung. Thế vậy như thế nào là sóng âm và sóng âm có những đặc điểm và tính chất gì và liên quan những gì ở trong nội dung bài thi của chúng ta. Thế vậy cái việc đầu tiên chúng ta cần phải nắm được đó là khái niệm về sóng âm và cần phân biệt sóng âm với các loại sóng khác. Thế vậy chúng ta đi vào một là khái niệm. Thì các em nhớ cái thầy rằng là sóng âm là những dao động âm mà lan truyền trong môi trường đàn hồi theo thời gian. Hai đại khác, ở đây các bạn chỉ cần ghi rất là đơn giản, sóng âm là những dao động âm dao động âm mà lan truyền trong môi trường đàn hồi môi trường đàn hồi theo thời gian. Đấy. Thế thì vậy dao động như thế nào là dao động âm? và sóng âm nó khác với những cái sóng cơ học khác ở chỗ nào thế như vậy các em chỉ cần nhớ các thầy rằng là dao động hay là âm học hay là dao động âm là những dao động ở đây chúng ta xét về âm là những cái dao động mà có tần số f nằm trong khoảng từ 16 h cho đến 20 000 h từ 16 h đến 20 000 h và gây ra cho tai người cảm giác du dương dễ chịu thì hay là gây ra cho tai người có cảm giác về âm thì sóng như vậy người ta gọi là sóng âm thế thì vậy chúng ta thấy rằng là trong một cái giải tần số từ không cho đến vô cùng này từ không cho đến vô cùng này, đấy thì cái giải sóng cơ học ấy nằm trong khoảng từ 16 ở đây này từ 16 sáu này cho đến 20.000 hát ở đây này 20.000 hát này thì cái giải này này thì đây chính là giải về sóng âm Đấy, giải này là giải sóng âm học Âm học Còn hai cái giải mà có tần số một giải có tần số nhỏ hơn Và một giải có tần số là lớn hơn Thì cái giải có tần số mà nhỏ hơn 16 hết thì cái giải sóng này người ta gọi là hạ âm người ta gọi là hạ âm và cái giải tần số lớn hơn 20.000 Hz thì cái này người ta gọi là siêu âm người ta gọi là siêu âm thế vậy các em cần phân biệt rằng là sóng âm hay là những dao động âm hay sóng âm thì khác với những cái sóng cơ học khác đó là sóng âm là sóng cơ học dọc và có tần số nằm trong khoảng này thế thì vậy nếu như vậy thì chúng ta nói hạ âm siêu âm rồi là âm thì nó đã quét hết toàn bộ cái giải tần số và tại sao chúng ta không nói là sóng cơ học thế vậy chúng ta nhớ rằng là sóng cơ học thì bao gồm cả sóng dọc cả sóng ngang hoặc có thể đi kèm cả dọc lẫn ngang nhưng đối với hạ âm sóng âm hay là sóng siêu âm thì những sóng này đều là những sóng cơ học dọc và tai người thì chỉ có khả năng là cảm thụ về sóng âm còn hai cái loại sóng siêu âm và sóng hạ âm thì tai người không thể cảm nhận thấy được cái được cái sóng đó và các em cần phải phân biệt cho thầy những câu hỏi mà người ta thường hỏi đó là về bản chất về bản chất về bản chất thì hạ âm sóng âm và sóng siêu âm đều là những sóng cơ học dọc về bản chất là sóng âm này sóng âm này hạ âm này và siêu âm này thì cả ba cái sóng này về cái thứ nhất là đều là sóng cơ học đều là sóng cơ học nhưng nhớ là sóng cơ học này là cơ học dọc nhá do đó nó mang đầy đủ các tính chất của một sóng cơ học như là chỉ lan truyền được trong môi trường đàn hồi mà không thể truyền được ở trong chân không đúng không nào rồi là mọi điểm trong môi trường mà sóng truyền qua thì chỉ dao động tại chỗ mà không truyền từ hay là không dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác mà chỉ dao động tại cái vị trí cân bằng cố hữu của nó mà thôi và để phân biệt được hạ âm sóng âm và sóng siêu âm thì người ta dựa vào tần số để, để phân biệt để phân biệt thì người ta dựa vào tần số dựa vào tần số và nhớ là do nó là sóng cho nên là các cái đặc trưng của sóng thì nó vẫn giữ nguyên hoàn toàn. Ví dụ như khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì chu kỳ và tần số là không đổi mà chỉ có khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác ấy, thì đặc trưng của môi trường, bản chất của môi trường thay đổi thì dẫn đến vận tốc truyền sóng là thay đổi, dẫn đến bước sóng là thay đổi. Thì một số các cái đặc điểm như vậy thì các em xem lại ở cái phần sóng ngay ban đầu mà thầy đã nói. Thầy nói lại là về bản chất, hạ âm, sóng âm và sóng siêu âm đều là những sóng cơ học do đó nó mang đầy đủ các tính chất của một sóng cơ học. Và để phân biệt được hạ âm, sóng âm và sóng siêu âm thì người ta dựa vào tần số của nó bởi vì những cái thằng này thì khác nhau về tần số. Khi mà các em học nhiều hơn thì nhiều các bạn lại nhầm lẫn là để phân biệt người ta dựa vào đặc trưng sinh lý của âm như là độ cao, độ to hay là âm sắc hay là đặc điểm các cái đặc đường, cái đặc trưng của đó. Nhưng chúng ta nhớ đấy là không phải mà ba cái thằng này thì chỉ khác nhau về tần số mà tai người thì chỉ có thể cảm thụ được sóng âm thôi chứ không cảm thụ được hạ âm và không cảm thụ được sóng siêu âm. Thì đấy là cái phần đầu tiên mà thầy trò chúng ta cần nói, đó là khái niệm về sóng âm và một số các cái cái, cái đặc điểm nổi bật của sóng âm và phân biệt nó với các cái loại sóng hạ âm và siêu âm khác. Chúng ta đi vào cái phần thứ hai, đó là các đặc trưng sinh lý của âm. Hai là các đặc trưng sinh lý. Đặc trưng sinh lý của âm. Như vậy, các em nhớ cái thầy rằng là đặc trưng nào được gọi là đặc trưng sinh lý và đặc trưng nào được gọi là đặc trưng vật lý. Thế vậy các bạn nhớ rằng là đặc trưng sinh lý là cái đặc điểm của cái đối tượng mà chúng ta quan tâm mà con người có thể phân biệt được chứ không phải chúng ta dựa vào cái máy móc. Thế vậy nếu như con người mà chúng ta phân biệt được ấy, bất kỳ một cái yếu tố nào chúng ta phân biệt được đối tượng này với đối tượng khác thì những cái đặc trưng như vậy người ta gọi là đặc trưng sinh lý. Thế thì vậy âm học hay là sóng âm thì có bao nhiêu cái đặc trưng sinh lý? thế vậy cái đặc trưng sinh lý đầu tiên đặc trưng sinh lý đầu tiên đó là độ cao của âm độ cao của âm thế vậy các em ghi về mặt khái niệm hay là chúng ta ghi về nội dung của nó đó. đó là độ cao của âm là đặc trưng sinh lý của âm mà đặc trưng cho mức độ trầm bổng của âm đó đấy là đặc trưng sinh lý cái độ cao của âm ấy là đặc trưng sinh lý Sinh lý Đặc trưng cho cái gì? Cái thằng này đặc trưng cho mức độ trầm bồng của một âm Đặc trưng cho mức độ trầm bồng của âm đó Và âm mà có tần số lớn thì người ta gọi là âm thanh hay là âm bồng Âm có tần số lớn Âm mà có F lớn Âm mà có tần số lớn Thì cái âm này người ta gọi là âm thanh Thanh ở đây là thanh cao đấy các em nhé âm thanh hoặc là âm bổng âm thanh hoặc là âm bổng đấy còn âm mà có tần số thấp thì người ta gọi là âm trầm âm có tần số thấp âm có f thấp thì người ta gọi nó là âm trầm người ta gọi là âm trầm Đấy. ví dụ như chúng ta có là giọng nam cao rồi giọng nữ trầm còn trong nhạc thì người ta chia ra những cái dòng nhạc khác nhau dựa vào tần số của nó như là nhạc blue hay là bluesa hay là ấy, nhạc dance hay là các cái loại nhạc khác nhau thì phần lớn là người ta dựa vào cái tần số và cách cái phối của các cái các cái tần số đó mà thôi. Thế vậy chúng ta nhớ cho thầy là độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm và đặc trưng đó đặc trưng cái mức độ trầm bổng của âm đó và âm có tần số lớn thì người ta gọi là âm thanh hoặc là âm bổng âm có tần số nhỏ thì người ta gọi là âm trầm ví dụ như trong một cái đoạn là một cái đoạn nhạc cái có câu là đây cung thanh cung trầm rồi mang tình người sâu nặng gì đó thì người ta hỏi là cung thanh cung trầm thì đặc trưng cho đặc trưng sinh lý nào của âm thì các em nhớ rằng là cung thanh cung trầm thì đặc trưng cho đặc trưng sinh lý của âm đó chính là độ cao của âm thế thì vậy dựa vào cái đặc trưng đặc điểm như thế này thì vậy chúng ta thấy rằng là vậy độ cao của âm được quyết định bởi đại lượng vật lý đó chính là tần số của âm và cái này các em rất là nhiều em sau này các em nhầm đó là hỏi độ cao của âm là cái gì thì bảo thưa thầy độ cao của âm là tần số chúng ta nhớ xa nhé độ cao của âm là đặc trưng sinh lý mà đặc trưng cho mức độ trầm bổng của âm chứ không phải là tần số mà được quyết định bởi đại lượng vật lý đó chính là tần số và được quyết định bởi đại lượng vật lý đại lượng vật lý đó chính là chính là tần số. thì chúng ta xong cái phần thứ nhất đó là độ cao cái thứ hai đó là độ to của âm độ to của âm như vậy khen ghi độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm đặc trưng cho mức độ to nhỏ của cái âm đó và được quyết định bởi đại lượng vật lý đó chính là năng lượng âm hoặc là mức cường độ âm hoặc là cường độ âm thì tùy thuộc vào cái cách thức mà chúng ta xây dựng sau này thì khi mà chúng ta xây dựng sau này kỹ hơn thì chúng ta sẽ nói nó rất là rõ ràng và nó là đặc trưng sinh lý của âm đặc trưng cho mức độ to nhỏ của âm đấy và cái thằng này này hai cái thằng này chúng ta phải biết rằng là trên một cái thiết bị nghe nhạc thì các bạn biết rằng là thằng này là ở chỗ nào đại lượng này là ở chỗ nào thì các bạn nhớ rằng là cái độ to của âm ở đấy thì chính là cái volume mà các bạn các bạn vạn Đấy. thì khi mà các bạn vặn to vặn nhỏ thì tai người hoàn toàn có thể cảm thụ được cái 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 năng lượng của nó trên phần lớn là nó quyết định bởi cái năng lượng của cái âm đó nhưng khi chúng ta học về cái mức cường độ âm rồi thì nó lại phụ thuộc vào cái mức cường độ âm thế nào? Thế vậy cái thằng này được quyết định bởi đại lượng vật lý đó là có thể là cường độ âm có thể là năng lượng âm và sau này chúng ta học đó chính là mức cường độ âm. Thế vậy đây chính là cái đại lượng thứ hai mà chúng ta cần đề cập đến trong cái phần này và thằng này chính là cái volume còn cái đại lượng độ cao ở đây thì các bạn nhớ rằng ở trên cái thiết bị nghe nhạc của các bạn đấy chính là cái nốt, nút mà các bạn điều chỉnh bass hoặc là treble thì khi điều chỉnh thấp hoặc là điều chỉnh cao để nghe một cái âm âm bass chẳng hạn các bạn nghe tiếng trống hoặc là các bạn nghe, muốn nghe, nghe, một cái cái đoạn nhạc nào đó mà khi người ta hát nhạc tính phòng thì các bạn cần những cái giọng cao vút hết Thì các bạn thì chuyển lên cái xe ở phía sau còn muốn nghe tiếng trống thì các bạn chuyển về cái phía bass ở phía về phía, phía trước thì đây là một số các cái đặc điểm của hai cái đặc trưng sinh lý này chúng ta đi đến cái đặc trưng sinh lý thứ ba đó là âm sắc đó là âm sắc Thì vậy trước khi nói về âm sắc thì các bạn thấy rằng là trong lớp của các bạn có rất là nhiều người khác nhau có những người ngồi ở phía sau các bạn nhưng em hình dung là là có một bạn nào đó gọi em nhưng em vẫn phân biệt được đâu là bạn nào gọi đâu là bạn khác gọi hoặc là trong một cái dàn nhạc giao hưởng thì khi chúng ta nghe người ta tấu lên một cái đoạn nhạc thì chúng ta cũng có thể nghe được đâu là tiếng của guitar, đâu là tiếng của saxophone, đâu là tiếng của piano. Thế vậy khi mà hòa tấu thì hiển nhiên là chúng phần lớn là chúng cùng tần số rồi đúng không? Ở đây phần lớn là sẽ cùng độ cao rồi Và để cho nhạc có đều thì phải cùng gần gần như là độ to của nó cũng xem xem như nhau thế vậy làm thế nào mà chúng ta vẫn phân biệt được đâu là giọng người này đâu là giọng người kia đâu là tiếng của nhạc cụ này đâu là tiếng của nhạc cụ kia thì cái đặc trưng đấy chính là đặc trưng sinh lý đấy chính là cái âm sắc của các cái nguồn mà phát ra âm đó thế như vậy chúng ta đã nhớ rằng là cái khi mà thầy dạy em ở cái phần sóng rừng đặc biệt là cái bài toán xác định tần số của bộ hơi và tần số của bộ dây thì các em cần nhớ các thầy rằng là đối với một ca sĩ hoặc là một nhạc cụ ở đây các bạn ghi là một nguồn âm hoặc là một ca sĩ hoặc là một nhà cụ mà khi phát ra âm có tần số f một ca sĩ hoặc một nhà cụ khi phát ra khi phát ra âm mà có tần số có tần số là f khi âm này, này người ta gọi là âm cơ bản cái này người ta gọi là âm cơ bản thì đồng thời cũng phát ra các âm thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số là 2F0, 3F0, chấm chấm NF0. Thì cái này hôm nọ thầy trò chúng ta nói rồi, cái này người ta gọi là đây là âm cơ bản này. Cái này người ta gọi là tạp âm này. Tạp âm này. Hay là hòa âm này. Đấy, khi chúng ta phát thì phát ra đồng thời cả âm cơ bản này cả các cái hòa âm. Nhưng khi tai người mà cảm thụ về âm mà do ca sĩ hoặc nhạc cụ trên phát ra là sự tổng hợp hay là sự tổng hòa của cả âm cơ bản lẫn là hòa âm. Và chính những cái điều này nó sẽ dẫn đến tạo lên cái đặc trưng riêng biệt của cái nguồn âm đó với nguồn âm khác thì cái đấy người ta gọi là âm sắc. Thế thì vậy âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm mà dùng để phân biệt nguồn âm này với nguồn âm khác và nó được quyết định bởi tần số. ở nhớ là tần số này là tần số của các cái họa âm. được cái nào? và cái gì? và tỷ lệ cường độ giữa các cái cường độ của các cái, cái cái họa âm đó. do đó ở đây là đặc trưng sinh lý này thì chúng ta nhớ rằng là âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm dùng để hay là đặc trưng cho sắc thái riêng biệt của nguồn âm đó với nguồn âm khác hay nói khác là nó dùng để phân biệt những nguồn âm mà có thể có cùng cái tần số âm cơ bản nhưng tỷ lệ cường độ của các cái họa âm ở đây là hoàn toàn khác nhau và nó được quyết định bởi đại lượng vật lý đó chính là tần số đó chính là cường độ đó là mức cường độ nhưng khi tổng hợp cả ba cái thằng này lại thì trong sách giáo khoa người ta đưa thêm một chút nữa đó chính là đồ thị của âm à, nhưng nhớ là đồ thị thì không mấy khi chúng ta nhìn thấy được cái đồ thị cả mà phần lớn chúng ta nhìn thấy đồ thị đó là khi mà chúng ta hát một cái dàn karaoke nào đó mà các bạn có một cái màn tinh thể lỏng để biểu thị cái mức cường độ nó lên thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta rống to lên một cái thì cái nó cao lên thì đây là độ to thay đổi chúng ta đổi tông thì hiển nhiên là độ cao nó thay đổi và lúc đó nó sẽ thu được một cái đường một cái đường mà gồm tất cả các cái nốt có cái chiều cao là khác nhau thì cái đấy chính là là đồ thị âm hay là sự tổng hợp nó tạo ra cái đồ thị âm thì đấy là cái đặc trưng sinh lý thứ 3 mà các bạn cần phân biệt được hay là cái khác em chỉ cần phân biệt cho thầy âm sắc thì dùng để phân biệt nguồn âm này với nguồn âm khác khi chúng cùng tần số và tùy thuộc vào cách thức chúng ta xây dựng là khác nhau và cái đại lượng cuối cùng mà chúng ta cần để bổ sung đó là 2.4 đó là trường âm trường âm thì trường âm ở đây các em nhớ đây là thầy nói thêm thôi ở trong sách giáo khoa thì người ta không có cái đặc trưng sinh lý thứ tư này người ta không có cái đặc trưng sinh lý thứ tư đó là trường âm ở đây thầy cũng không hiểu tại sao là khi người ta viết sách thì người ta không bổ phổ cập thêm cái này vào. Trong lúc đó trường âm cũng là một cái đặc trưng sinh lý của âm. Thế vậy, trường âm là một đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho mức độ ngân nga luyến lấy của âm đó. Và nó được quyết định bởi là thời gian kéo dài cái âm mà mà chúng ta nghe. Đấy, ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta thấy rằng là khi người ta gảy lên một nốt đô thì em hát đến đồ dừng luôn hoặc là em hát đến là em dừng luôn thì nó khác hoàn toàn với các bạn viết là là khác hoàn toàn với là và cũng khác hoàn toàn với là thế vậy khi các bạn nhìn vào một cái bản nhạc nào đó thì các bạn thấy này có thể chỉ là một nốt la có thể nốt la đấy kéo dài thêm một quãng nữa có thể nốt nha đó cao vút lên và kéo dài thêm nhiều quãng. Nhưng cũng có thể là nốt nốt la đó hạ giọng xuống để kết thúc cái đoạn nhạc mà chúng ta vừa vừa hát. Thì cái những cái đặc trưng này hoàn toàn thầy trò chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được. Con người chúng ta có thể phân biệt được và những cái gì mà con người phân biệt được thì đặc trưng đấy đều là đặc trưng sinh lý. Mà đặc trưng sinh lý này dùng cho âm thì đây chính là đặc trưng sinh lý của âm. Thế vậy những bạn nào mà từng học nhạc lý thì các bạn biết ngay đó là âm thì có bốn đặc trưng sinh lý bao gồm độ cao, độ to, âm sắc và trường âm. Nhưng trong sách giáo khoa hiện thời của chúng ta thì không có cái đặc trưng sinh lý thứ tư này. Thì trước hết là thầy chỉ nói thêm ở đây là các em ứng dụng để sau này chúng ta chúng ta làm. Thế vậy chúng ta đã kết thúc cái phần thứ hai đó là các đặc trưng sinh lý của âm. Và các em có thể kẻ cho thầy một cái bảng nho nhỏ Một bên là đặc trưng sinh lý Một bên là được đặc trưng bởi cái đại lượng vật lý nào Thế vậy qua những cái gì mà thầy vừa phân tích về các cái đặc trưng sinh lý của âm Thì các em cần phải phân biệt rõ ràng Phân định giữa đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý của các cái đặc trưng đó Thế vậy các em nhớ là để phân biệt được cái đấy các em có thể kẻ một cái bảng như thầy vừa kẻ ở đây Bao gồm là thứ tự thì bao gồm những cái đặc trưng nào Như là độ cao, độ to, âm sắc, rồi là trường âm Thì cái đặc trưng sinh lý này, cái đặc trưng này Hay là những cái đặc điểm này đặc trưng cho Đặc trưng sinh lý nào Và nó được quyết định bởi cái đại lượng vật lý nào Thì vậy các em biết rằng là Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý của âm Mà đặc trưng cho mức độ trầm bỏng của một âm Cái thằng này đặc trưng cho mức độ trầm bỏng Trầm bỏng Của âm Đấy. Đặc trưng những mức độ trầm bổng của âm thì âm mà có tần số lớn thì người ta gọi là âm thanh hoặc là âm bổng mà âm có tần số thấp thì người ta gọi là âm trầm. Và thằng này nó được điều khiển bởi trên cái 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 cái, cái màn của các bạn ấy thì hay là trên cái thiết bị nghe nhạc ấy thì nó được điều khiển bởi các cái phím bass hoặc là shaft. Đấy. Và thằng này được quyết định bởi đại lượng vật lý nào? Thì thằng này được quyết định bởi đại lượng vật lý đó chính là tần số. Chuyên các bạn nhớ nhé, bên này là đặc trưng vật lý, còn đây mới là đặc trưng sinh lý. Thì chúng ta đừng có nhầm lẫn hai cái này với nhau. Trên khi mà người ta ra những câu hỏi trắc nghiệm về mặt lý thuyết mà các bạn thích nhầm là chết giờ gọi là đặc trưng nào sau đây hay là đại lượng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho độ cao của âm thì nhớ là độ cao của âm thì đặc trưng bởi mức độ trầm bổng cho người ta đưa vào tần số thì em thích luôn tần số là sai. Vậy đây là đặc trưng vật lý chứ không phải đặc trưng sinh lý. Đấy là cái thằng thứ nhất độ to thì đặc trưng cho mức độ to nhỏ của một âm đặc trưng cho mức độ to nhỏ hay là nghe rõ hay là không rõ của một âm và nó được quyết định bởi đại lượng vật lý đó là năng lượng âm nhớ là cái này khi mà chưa thành thạo nhé thì em cứ coi như đây là năng lượng đi ở đây có thể là cường độ âm và cái người ta quan tâm đến đó là mức cường độ âm thì cái này mới là cái chính thì chúng ta chốt lại nhưng mà một số các đặc điểm thì chúng ta để ý như vậy của thầy và cuối thứ ba đó là âm sắc là sắc thái đặc trưng cho sắc thái riêng biệt của nguồn âm đặc trưng cho sắc thái sắc thái riêng của nguồn âm của nguồn âm đấy và thang này dùng để làm gì dùng để phân biệt nguồn âm này với nguồn âm khác dùng để phân biệt nguồn này với nguồn nguồn khác và nó được quyết định bởi cái gì? Nó được quyết định bởi đại lượng vật lý đó là bao gồm tần số nhưng nhớ nhé tần số này là tần số của các hòa âm bao gồm cường độ hoặc là mức cường độ của âm và nó còn biểu diễn bởi đồ thị âm đồ thị âm Đấy. Thì đấy là đặc trưng sinh lý thứ ba. Đặc trưng sinh lý thứ tư đó là trường âm. Thì trường âm là đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng cho mức độ ngân nga luyến lấy của âm đó, đặc trưng cho mức độ ngân nga ngân nga luyến lấy luyến lấy của âm và được quyết định bởi đại lượng vật lý đó là thời gian kéo dài cái âm đó trên Tức là chúng ta ví dụ là, là là là, thì chúng ta phân biệt được rõ ràng cái thời gian mà chúng ta kéo dài cái âm đấy trong khoảng thời gian là bao lâu thì cái đại lượng đặc trưng sinh lý như vậy thì cái đấy chính là trường âm. Khi các bạn tổng cái theo như này ấy thì các bạn sẽ phân định được rất là rõ ràng giữa cái đặc trưng sinh lý này với đặc trưng sinh lý khác và phân biệt rõ ràng giữa đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý của một cái âm nào đó mà chúng ta quan tâm. Thế như vậy đây là toàn bộ cái nội dung của cái mục số 2 mà thầy đã kẻ bảng để cho các em có thể so sánh được trong quá trình các em học. Chúng ta sang cái phần thứ ba đó là mức cường độ âm và các cái bài toán liên quan đến cái phần này. Chúng ta sang phần thứ ba. À, chúng ta sang cái mục số 3 đó là mức cường độ âm. Đấy. Thế vậy như thế nào là mức cường độ âm và cách tính như thế nào? Và ở đây các em có hay nhầm lẫn gì hay không? Mức cường độ âm thì cái thứ nhất chúng ta cần nắm được đó là khái niệm thì các em nhớ cái thầy rằng là mức cường độ âm là đại lượng tỷ đối và được xác định hoặc là đại lượng vật lý mà được xác định bởi là thì bằng log của y chia cho y không đấy các em có thể nghe lại đó là mức cường độ âm là đại lượng vật lý được xác định bởi l thì bằng log của y chia cho y không hoặc là cái đại lượng tỷ đối mà được xác định bởi l thì bằng log của y chia cho y không và đơn vị của nó ở đây là ben hay là chúng ta ký hiệu là b thế vậy bây giờ chúng ta mới đi giải thích từng cái đại lượng một ở trong cái phần này cái thứ nhất đó là y thì người ta gọi là cường độ âm y đơn vị là watt trên mét vuông thì cái này người ta gọi là cường độ âm cường độ âm và các bạn nhớ thầy rằng là cường độ âm là lượng năng lượng âm gửi qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian cường độ âm này là lượng năng lượng âm mà gửi qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian và nếu như vậy thì chúng ta sẽ có ngay Y là lượng năng lượng hay có năng lượng là Q Đấy, gửi qua một đơn vị diện tích Có nghĩa là cái diện tích của nó truyền là S Trong một đơn vị thời gian Thế vậy ở đây chúng ta phải chia cho thời gian Vậy Y thì bằng Q chia cho S nhân với T Chúng ta có năng lượng mà chia cho thời gian Thì đây chính là công suất Vậy bằng công suất của nguồn âm Mà chia cho diện tích mà nó phát ra Và nếu nó tùy thuộc vào cái đặc trưng của cái diện tích đó mà cái y này là 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 khác nhau cách thức là khác nhau thế vậy nếu như nguồn ví dụ như thầy đang nói ở đây chẳng hạn thì cái mặt đầu sóng mà thầy phát ra là toàn bộ cái mặt cầu toàn bộ cái mặt cầu thế vậy nếu như sóng ở trong không gian đúng không nào và chúng ta xét nếu như sóng âm mà phát ra trong toàn bộ không gian thì lúc đó diện tích thì chính là cái diện tích bề mặt của mặt cầu và diện tích của mặt cầu chính chính là bằng 4 pi nhân với r bình phương. Và các em thay lên đây thì các em sẽ có mức cường độ âm của một cái loa mà phát ra trong toàn bộ hình cầu ấy thì sẽ bằng là p chia cho 4 pi nhân với r bình phương. Thì cái này chúng ta nói một chút xíu về những cái ứng dụng ở trong thực tế. Thế vậy anh hình dung này, ví dụ như ở đây em đang có một cái lớp ọp, một cái lớp ọp mà em đang học Thế vậy em giả sử rằng là em thấy rằng là một cái lớp học mà em đang học ấy thì phần lớn là đối tượng học sinh là ở trước mặt. Học sinh đối tượng học sinh chỉ ở phía trước mặt thôi Mà trong lúc thầy đang nói ở đây Thì cái năng lượng nó giải đều trên toàn bộ cái mặt cầu Đấy Năng lượng đây này Nguồn đấy Thì cái năng lượng nó giải đều trên toàn bộ cái mặt cầu Đấy Nguồn thầy giả sử như nguồn đây Thì khi mà năng lượng nó giải đều trên toàn bộ mặt cầu ấy Mà đối tượng học sinh của thầy ấy, Thì chỉ ở cái phía trước Phía trước mặt thầy thôi Thì rõ ràng rằng các em thấy này Là cái năng lượng thầy phát ra ở đây là rất là lãng phí Do đó thầy chặn đi một nửa Tức là những cái đối tượng ở phía sau gáy của thầy Phía sau này thầy không có tấp Ở phía sau này đâu có ai học đâu Ủa Thế thì như vậy ở đây chúng ta chỉ cần chặn một cái màn này Thì hiển nhiên là diện tích của chúng ta ở đây Bây giờ không còn là 4 pi r bình phương nữa Mà diện tích của chúng ta bây giờ chỉ là 2 pi r bình phương thôi Thế vậy các em vẫn thấy rằng rất là lãng phí Nó lãng phí ở chỗ là học sinh của thầy đâu có phải nằm ở toàn bộ cái ở phía trước này đâu Mà cái phần ở phía trên này đâu có ai ngồi đâu đúng rồi, Mà chỉ nằm trên một cái lượng nho nhỏ ở trong một cái mặt phẳng sức mặt. Thế thì vậy, để tiết kiệm hơn thì rõ ràng là, là bây giờ thầy thu gọn cái nhỏ để góc với lại. Bây giờ thầy làm rất là đơn giản, thầy cuộn một cái loa. Đúng rồi, Bây giờ thầy làm một cái loa. Thì khi mà thầy phát vào đấy thì hiển nhiên là các em thấy rằng là năng lượng nó khác hoàn toàn với cái việc thầy nói bo này. Thầy vẫn nói bình thường thôi. Rồi, bây giờ thầy thay cái đổi năng lượng đấy Bây giờ không phải là phát trong toàn bộ mặt cầu nữa Mà thầy chỉ phát ở trong cái cái góc mà, mà 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 các em cảm nhận thấy ở đây thôi. Thì lúc đó cái phần mà chúng ta lấy nó không phải là toàn bộ mặt cầu mà cái phần mà thầy trò chúng ta lấy chỉ lấy một cái tròn cầu nó ở đây mà thôi. Chúng ta chỉ lấy một cái tròn cầu ở đây thôi. Thì cái này chính là cái loa. Cái phần loa. Thì diện tích đã, đã thu nhỏ được rất là nhiều, rất là nhiều. Thế thì có thể thu nhỏ được cái này mà càng nhỏ thì em nhìn nhé các em có thể hoàn toàn cảm nhận ở đây qua cái mic mà thầy nói. Thầy nói đây là nói bo bình thường này thầy cho vào cái loa ở một cái góc nó 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 tương đối là lớn một chút. Bây giờ thầy thay đổi cái 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 góc loa này đi, nó hẹp dần đi, nó hẹp dần đi. Thì cái tiếng vẫn là tiếng của thầy nói thôi, nhưng em cảm nhận thấy là khác hoàn toàn. Cảm nhận khác hoàn toàn. Thế thì vậy đối với các cái vị tù trưởng ở trên bàn ấy, thế vậy bây giờ thì công nghệ thì phát triển rồi đúng không? Muốn gọi cho ông này, muốn gọi cho thằng kia đi họp chỉ cần cầm điện thoại con nên nhắn tin phát view phát là nó truyền 3G, nó truyền chuyển... 4G hoặc là thậm chí là cầm điện thoại là gọi được rồi. Nhưng ngày xưa đâu có điện thoại thì làm thế nào để chúng ta gọi được các cái vị trưởng bản đến họp? Thế vậy chỉ có một cách đơn giản, đó là người ta dùng cái Cây loa như thầy vừa nói. Nhưng cái góc này này em này, cái góc mở này rất là nhỏ. Cái góc mở này rất là nhỏ. Thì đấy chính là cái tù va mà 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 mà, 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 mà các uh, uh, vị tù trưởng ở trên bản người ta liên lạc với nhau. Thế vậy chỉ cần cầm cái tù và này chúng ta hướng vào cái cái đối tượng mà chúng ta cần phát thì hú ý cái gì đó đúng rồi làm thế nào để người ta biết rằng đấy là tín hiệu để triệu tập họ họ đến họp để giao giao tiếp với nhau thông qua cái cái sóng âm đó Cô là, bây giờ chúng ta chỉ thay đổi cái góc này đi và cái loa như vậy đấy chính là cái loa nén trên các em thấy rằng là khi mà chúng ta nói này rất là nhỏ nhưng khi mà em đưa vào một cái loa nén ấy thì năng lượng của nó bây giờ nó tăng lên năng lượng bản thân của nguồn thì không đổi nhưng năng lượng theo cái hướng mà phát thì tăng lên rất là rất là lớn ví dụ như ở đây thầy có là cái góc khối của chúng ta cái góc này người ta gọi là góc khối này là 4 pi này bây giờ thầy giảm đến một nghìn lần mà ở đây sẽ là 4 pi chia cho một hay là pi chia cho 250 thì lúc đó năng lượng nó lớn gấp khoảng một nghìn lần so với năng lượng chúng ta đang nói bo bình thường ở đây đây thì những cái đặc điểm này ứng dụng trong thực tế các bạn sẽ thấy, thấy tức là em thấy rằng là ví dụ như nhà em mà không may mà nhà em ở ngay cạnh nhà cái bác tổ trưởng mà ngay cạnh nhà cái bác tổ trưởng tổ dân phố hoặc là xóm trưởng thôn trưởng thôn mà nhà ông ấy có năm cái loa mà năm cái loa đấy nó lại chĩa vào nhà em thì thôi rồi coi là cuộc sống gia đình là vô cùng vui nhộn cứ 5 giờ sáng là bật loa lên đinh tai nhức óc chiều tối cũng tương tự như vậy đủ tất cả các loại tuyên truyền dồn hết mấy cái loa nén đấy và các bạn thấy rằng là năng lượng rất là kinh khủng rất là kinh khủng Đấy, thì các em nhớ cái thầy là cái góc nhỏ nhỏ này, cái góc này người ta gọi là góc khối, góc khối. Thế vậy góc khối thì bằng bao nhiêu? Góc khối thì chính là bằng diện tích của cái trỏm cầu này em này, bằng diện tích của cái trỏm cầu này, này. Đấy. mà ở khoảng cách ở đây chính là một mét, thì, thì chúng ta đo được cái diện tích của cái tròn cầu này ở khoảng cách một mét thì bằng bao nhiêu? thì đấy chính là diện tích hay là chính là cái góc khối của cái góc mà chúng ta cần xác định thế vậy chúng ta đã xong cái đại lượng thứ nhất đó là cường độ âm thì các em nhớ là cường độ âm là lượng năng lượng âm gửi qua một đơn vị diện tích mà vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian thì đấy là cường độ âm cái thứ hai đó là cường độ âm chuẩn chính là y không hai là cường độ âm chuẩn hai đó là y không cái này người ta gọi là cường độ âm chuẩn cường độ âm chuẩn thì trong thực tế mà nói là số lượng giáo viên và học sinh nắm bắt được cái cường độ âm chuẩn hay là hiểu rõ thấu đáo như thế nào là cường độ âm chuẩn là không nhiều không nhiều và phần lớn khi được hỏi là như nào là cường độ âm chuẩn các bạn trả lời rất là bựa rất là tầm bậy nó thưa thầy là cường độ âm chuẩn là cường độ âm y bằng 10 mũ trừ 12 w trên mét vuông Trên những bạn nào mà học rồi thì những cái gì thầy vừa nói các em thấy được à, đúng rồi từ xưa nay mình đều hiểu như vậy là cường độ âm chuẩn là cường độ âm hay là y bằng 10 mũ trừ 12 w trên mét vuông mà đã chuẩn rồi thì không cần chỉnh cần gì phải hỏi đấy là cái tầm bạn thế vậy các bạn nhớ cái thầy rằng là như thế nào là cường độ âm chuẩn đấy cường độ âm chuẩn thì các bạn nhớ cái thầy rằng là cường độ âm chuẩn đấy cường độ âm chuẩn cái này này là cường độ nhỏ nhất của âm chính là bằng y min y không chính là bằng y min mà tai người bắt đầu có cảm thụ về âm đó mà tai người tai người bắt đầu cảm thụ về âm đó nghĩa là tai người bắt đầu nghe được cái, cái cái cái, âm mà mà người ta phát ra thì cái cường độ này này người ta mới gọi nó là cường độ âm chuẩn và cái cường độ âm chuẩn này y không nó phụ thuộc vào những yếu tố nào y không phụ thuộc vào cái yếu tố thứ nhất đó là phụ thuộc vào tần số y không phụ thuộc vào cái yếu tố thứ hai đó là phụ thuộc vào môi trường phụ thuộc vào môi trường đấy thì cái điều này nó dẫn đến rằng là cái thằng này thì không phải là bằng 10 mũ trừ 12 w trên mét vuông mà nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nhau thầy lấy ví dụ ví dụ như là với cái nhạc âm với cái nhạc âm mà có tần số f bằng một nghìn hết đây là cái âm mà, mà 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 tai người nhạy nhất ấy. đấy với một cái nhạc âm mà có tần số f bằng một nghìn ở điều kiện tiêu chuẩn ở điều kiện tiêu chuẩn thì y không thì y không sẽ bằng 10 mũ trừ 12 hai trên mét vuông. Chứ là cái bọn em hay nhầm ấy, là hay nhầm với cái thằng này Hay nhầm với cái thằng này Nhưng nếu như đây là tiếng sét đánh Mà không phải là cái nhạc âm ở tần số F bằng 1000 Hz Còn nếu như đây là tiếng sét đánh Sét đánh Tất nhiên cùng cái điều kiện nói trên Thì Y bây giờ Y0 không, không bằng bằng 10 mũ trừ 12 W trên mét vuông nữa Mà là Y0 bằng 10 mũ trừ 5 W trên mét vuông Thế như vậy chúng ta thấy rằng là thằng này nó lớn gấp 7 bậc so với cường độ của một nhạc âm. Thế vậy, bây giờ thầy cho hai âm, thế vậy, bây giờ thầy cho hai âm mà có cường độ y đều bằng 10 mũ trừ 5 W trên mét vuông. Đấy, thầy cho hai cái âm như này đều có cùng một cái cường độ, có là năng lượng của hai cái âm này là hoàn toàn như nhau và đều bằng 10 mũ trừ 5 W trên mét vuông. Thế thì vậy, nếu như ở đây thầy phân thầy trò chúng ta phân ra là hai cái trường hợp. Nếu như đây là cái gì? Nếu như đây là nhạc âm mà thầy vừa nói. Ô nào, nếu như ở đây là nhạc âm. Trường hợp 1. Đó là nhạc nhạc âm mà thầy trò chúng ta vừa nói. Thì rõ ràng rằng thầy trò chúng ta tìm ra được ngay là y thì bằng L thì bằng lốc của bao nhiêu? Bằng lóc của 10 mũ trừ 5 chia cho 10 mũ trừ 12 và ở đây chính là 7 ben. Hay cụ thể là bằng 70 deciben. Thì với một cái âm mà có mức cường độ cỡ khoảng 70 deciben ấy thì cái này các bạn thấy rằng là nghe rất rõ. Nghe rất là rõ. Đấy, nhưng nếu như ở đây là tiếng xe đánh Nhìn cái đây là tiếng xét Thì chúng ta thấy rằng là lúc đó L bằng Lốc của 10 mũ trừ 5 Chia cho 10 mũ trừ 5 Và ở đây bằng 0 Thì với mức cường độ bằng 0 ấy, Thì lúc này không phải là nghe rất rõ nữa Mà tai người bắt đầu nghe thấy đó nào right. Thì lúc này tai người Tai người bắt đầu nghe thấy Bắt đầu Mới nghe thấy Thế như vậy chúng ta thấy rằng là Cùng một cái năng lượng Nhưng mà đối tượng Chúng ta quan tâm là khác nhau Thì cái cường độ âm chuẩn ý Là hoàn toàn khác nhau Thế vậy cái việc đầu tiên chúng ta thấy Là nó phụ thuộc vào tần số Cái thứ hai đó là nó phụ thuộc vào môi trường Nó phụ thuộc vào môi trường Thì phụ thuộc vào môi trường các em thấy cái ví dụ rất cực đơn giản này này à, Chúng ta nói nó xui một chút Đó là ví dụ như gần gần khu nhà bạn Cách khoảng một vài dãy phố nào đó hoặc là cách một đoạn nào đó Cỡ khoảng vài chục mét, vài trăm mét nào đó Mà có một cái đám ma Thì em thấy rằng là Về ban ngày ấy, Gần như các bạn không hề nghe được Tiếng trống kèn Của cái đám ma đó Mà nếu như có nghe thì chắc là cũng nghe không rõ Cũng nghe không rõ Nhưng vẫn là cái tiếng đó Thậm chí là về ban đêm họ giảm cái volume đi rất là nhiều Giảm cái volume rất là nhiều Có là giảm cái độ to đi rất là nhiều nhưng ban đêm em nghe cực kỳ rõ thế vậy môi trường ban ngày môi trường ban đêm thì cái tạp âm của nó là khác nhau vậy ban đêm thì ít tạp âm hơn mà ban ngày thì nhiều tạp âm hơn tiếng người tiếng xe cộ rồi đủ tất cả các loại tiếng động nhưng ban đêm cái tiếng động nó ít đi thì rõ ràng rằng là năng lượng nó nhỏ hơn nhưng ban đêm em nghe cực kỳ rõ có nghĩa môi trường đã ảnh hưởng đến cái cường độ âm chuẩn cường độ âm chuẩn này đấy hoặc là tiếng run dế Thì các bạn thấy rằng là tiếng run dế kêu thì các bạn thấy rằng là ban ngày em đâu mấy khi em nghe được tiếng run dế kêu đâu Nhưng ban đêm em nghe tiếng run dế kêu rất là rõ Và nhiều bạn bảo thưa thầy rằng là ban ngày run dế nó đâu có kêu Không phải, ngày hay đêm run dế đều kêu Nếu như em không tin, em cứ ra các cái bãi Bãi tha ma hoặc là ở các cái bãi đất trống các em thấy rằng là dù ngày hay là dù đêm trưa hay là gì Đều có tiếng run dế kêu cả Nhưng tại sao ban đêm em lại nghe rõ được như vậy là vì mức cường độ âm hay là cường độ âm chuẩn vào ban đêm nó nhỏ hơn rất nhiều so với cường độ âm chuẩn ban ngày là do cái tạp âm của môi trường nó gây ra mà em nghe tiếng thì rất là rõ. Chứ nên là chúng ta thấy rằng là những bạn nào mà sợ ma rồi những bạn nào mà sợ sệt ý thì biết đâu lại ban đêm lại nghe tiếng uh, trống tiếng kèn của cái 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 đám ma đấy nó rõ hơn rất là nhiều so với những bạn khác là càng cố tình không nghe rõ thì lại nghe rất là rõ chứ là người việt chúng ta có một số thứ nó không được tế nhị lắm đó là chúng ta thường nói thầm thường nói thì thào với nhau thì chúng ta có một cái nhóm nhóm là tự dưng hai ba đứa mà tách nhau lại nói rất là nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ với nhau nhưng các bạn không biết rằng là các bạn cố tình các bạn nói nhỏ không phải để cho người ta không nghe mà trong thực tế các bạn càng nói thì thào thì biết đâu người ta lại càng dễ nghe hơn lý do rất là đơn giản các bạn nói thì thào thì có phải là biết đâu nó lại rơi vào cái nhạc âm theo cái mức cường độ chuẩn như thế và mức cường độ âm rất là nhỏ đi chứ là chúng ta nói thì thào nói thầm với nhau chưa chắc đó là người khác người ta không nghe được mà thậm chí người ta nghe rõ hơn rất là nhiều đấy thì đấy là một số các cái thứ mà trong thực tế các em cần phải 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 phải, phải nắm được đấy xong cái đại lượng thứ hai đó là cái cường độ âm chuẩn thì chúng ta nhớ là cường độ âm chuẩn là đại lượng nhỏ nhất của mức cường à, đại nhỏ nhất của cường độ âm mà tai người bắt đầu nghe rõ về âm đó và ứng với l thay vào đây thì l bằng không và cái giá trị l bằng không thì cái đấy người ta gọi là ngưỡng nghe và l này thì chính là mức cường độ âm thì chúng ta đã đã nói rồi và cái thằng này tai người chỉ nghe được trong khoảng nào thì tùy vào cái mức phân trần mà tai người có thể nghe được trong khoảng từ 0 cho đến 120 decibel và l bằng không thì người ta gọi là ngưỡng nghe và l bằng 120 tùy có tài liệu tham khảo cũng tùy có từng sách em nhé. Tôi là giai đoạn người ta có thể lấy trung bình là cỡ khoảng L mắc là cỡ khoảng 120, còn trên 120 thì cái ngưỡng đấy người ta gọi là ngưỡng đau. Thì cái thằng thứ ba mà chúng ta xử lý đó là cường à, mức cường độ âm ba là L đơn vị là ben và nhớ là hoặc là deciben hoặc là deciben thì nhớ là một ben thì bằng 10 deciben. Trong sách giáo khoa thì người ta đổi ra deciben nhưng thầy thì không quan tâm đến cái đấy. Bởi vì khi giải toán thì thông thường chúng ta dùng ben Đấy. Thì chúng ta nhớ cái thầy rằng là cái thằng này L bằng 0 thì bắt đầu nghe thấy thì cái này người ta gọi là ngưỡng nghe. Ngưỡng nghe. Còn L bằng 120 decibel thầy đã nói rồi nhé tùy có sách nhá, có sách thì lấy 120, có sách thì lấy 130 thì cái đấy không có trọng đâu. Cái này người ta gọi là ngưỡng đau. Ngưỡng đau và nằm trong khoảng từ 0 cho đến 120 decibel. Cái này người ta gọi là khoảng nghe rõ Hoặc là khoảng nghe thấy, khoảng nghe rõ gì đó Ngoài cái này là giới ngưỡng nghe thì chúng ta không nghe được Mà trên ngưỡng đau thì chúng ta cũng không thể nghe rõ được Đúng không nào? Và lúc đấy sẽ gây ra cho cái cảm giác là nhức nhối đau tai Thì đấy là một số thứ mà các bạn cần phải rõ ràng Thế vậy chúng ta đã xong cái phần lý thuyết của toàn bộ những cái thứ gì đó liên quan đến đến sóng âm. Và bây giờ chúng ta đi một số các cái dạng bài toán cụ thể. Thế vậy liệu trong cái này bài tập người ta tập trung ở đâu và cách xử lý nó như thế nào. Chúng ta đi vào bốn là các ví dụ minh họa hoặc là các dạng bài toán liên quan. À, chúng ta sang cái phần thứ tư đó là các ví dụ minh họa. Thế và ở đây các em thử xem xem là chúng ta sẽ xử lý ở đây sẽ có bao nhiêu dạng bài toán. Đấy. Bốn các ví dụ minh họa. Thì tất cả các bài toán ở đây đều tập trung vào cái bài toán xử lý mức cường độ âm thế vậy cách thức mà thầy dạy các em ngay từ đầu đến giờ là cách nhìn nhận một bài toán và trong cái bài toán đấy sẽ có bao nhiêu cái bài toán nhỏ khác nhau Thế là cách nhìn tổng quát như vậy thì các em không cần phải học thuộc công thức không phải làm cái gì khác cả trên phần lớn là các em bảo thưa thầy làm nào để em học thuộc mà em cứ học thuộc là em chết đấy. thế vậy theo khái niệm thầy trò chúng ta có là l thì bằng log của y mà chia cho y không Đấy. Còn y thì bằng cái gì? Vậy bằng log của y thì bằng p mà chia cho alpha nhân với ở đây là cái gì nào? Alpha ở đây các bạn có thể lấy là 4 pi nhé hoặc là ở đây thầy lấy alpha thôi. R bình phương nhân với y không. Đấy. Trong đó ở đây nếu cái toàn bộ cái góc khối này thì các em nhớ rằng là alpha này chính là góc khối mà toàn bộ góc khối phát trong toàn bộ mặt cầu ấy thì cái alpha này chính là bằng 4 pi nhưng đương nhiên là cái việc đấy các em cũng không cần phải quan tâm quá nhiều vì là dù thế nào chăng nữa 4 pi hay là alpha ấy thì cái đấy đều triệt tiêu được trong quá trình các bạn tính toán. Thế vậy, dựa vào cái công thức này. Dựa vào cái công thức này. Thì chúng ta sẽ thử xem xem rằng là ở đây chúng ta sẽ phân định ra là bao nhiêu dạng bài toán liên quan đến chỗ này. Thế vậy, từ cái biểu thức thầy xây dựng tổng quát L bằng lốc của Y chia Y0 hoặc là bằng L thì bằng lốc của P chia cho alpha nhân với R bình phương nhân với Y0 thì hiển nhiên ở đây chúng ta sẽ có những cái dạng bài toán nhất định. Cái dạng bài toán thứ nhất đó là L phụ thuộc vào giả sử như ở đây là phụ thuộc vào công suất L phụ thuộc vào công suất Cái bài toán thứ hai mà thầy trò chúng ta có đó là L phụ thuộc vào vị trí. Bài toán thứ ba mà chúng ta xử lý ở đây đó là L phụ thuộc vào cả công suất lẫn vị trí. Và bài toán thứ tư mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy đó là L thì phụ thuộc vào cường độ. Cường độ chúng ta có thể tách riêng ra hoặc là cường độ tính ở trong công suất chúng ta cũng có hoàn toàn tương tự. Thế vậy các em chỉ cần biến đổi đi một chút xíu thôi chỉ cần biến đổi đi một chút xíu thì thầy biến đổi ở đây để thầy viết cái công thức tổng quát trong quá trình các bạn tính toán luôn thì các em có l này l thì bằng log của y ở đây là p đi bây giờ thầy quan tâm đến p p chia cho alpha nhân với ở đây là r bình phương nhân với y không do p thay đổi thầy chỉ biểu diễn p thôi vậy thầy biểu diễn p này thì thầy mượn này thầy mượn P không? Mượn thì giả ngay. Và nhà chúng ta có P chưa dùng. Vậy L vẫn bằng lốc của P chia cho alpha R bình phương nhân vị y không. Thì vậy ở đây các bạn được logarit của một tích thì bằng tổng các logarit. Vậy ở đây chính là bằng lốc của P0 chia cho alpha nhân với R bình phương nhân với y không mà cộng với lốc của P chia cho P0. Nhớ các em nhé, nhớ đây là cái đại lượng tỷ đối trên các bạn không thể khai triển là lốc của P trên P0 thì bằng lốc của P trừ đi lốc của P0 được. Như vậy là hoàn toàn sai vì cái đấy nó chẳng có ý nghĩa vật lý gì cả. Mà đây là đại lượng tỷ đối thì cái đại lượng ở trong cái lốc này này không có đơn vị vì chúng ta có y chia cho y là nó không có đơn vị rồi. Chứ ở đây chúng ta không phải là khai triển một cái bài toán toán. Ở trong toán học thì hoàn toàn có thể các bạn khai triển ở đây chính là bằng lốc của P mà trừ đi lốc của P0 thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng trong vật lý thì cái đấy hoàn toàn có vấn đề. Thì cái thằng này này chính là L ở cái P0 mà cộng với cái thằng này Vậy chính là bằng L ở mức cường độ P0 mà cộng với lốc của P chia cho P0 Do đó ở đây chúng ta có cái bài toán số 1 Thì L với công suất P thì chính là bằng L ứng với công suất P0 mà cộng với lốc của P chia cho P0 các em làm hoàn toàn tương tự như vậy, các em sẽ có L ở vị trí R thì chính là bằng L ở giá trị R0 mà trừ đi 2 lần lốc của, ở đây là R chia cho R0 hoặc là cộng với 2 lần lốc của R0 chia cho R. Các bạn làm hoàn toàn tương tự như vậy, thầy sẽ có L phụ thuộc vào vị trí và công suất sẽ bằng L ở giá trị P0, giá trị R0 mà cộng với ở đây là log của P chia P0 và trừ đi hai lần log của R chia R0. Và chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự như vậy ở đây. L ở Y thì bằng L ở giá trị Y1 cộng với lốc của Y chia cho giá trị y1 bởi vì thầy không đưa cái l0 r uh, y0 vào đây bởi vì y0 thì chúng ta lại nhầm với là cái mức cường độ âm chuẩn. Thế vậy chúng ta thấy rằng là ở đây cái phần này về bài toán mức cường độ âm chúng ta chỉ có bốn cái dạng bài toán như vậy. Tuy nhiên rằng là bốn cái dạng bài toán này đều liên quan đến l và tất nhiên từ cái chỗ này này, từ cái chỗ này các em có thể tìm ra được p0. Có thể là có bài toán liên quan đến p. Ở đây các em có thể suy ra được r0 các em có thể suy ra được R. và ở đây chúng ta có thể tìm được Y, chúng ta có thể tìm Y1 và tìm những cái đại lượng liên quan. Thế vậy đấy là cách tổng thể mà chúng ta nhìn nhận cho cái bài toán mà thầy vừa xây dựng ở đây. Thế thì vậy, dựa trên những cái gì tổng quát mà thầy vừa xây dựng, chúng ta đi vào cái dạng bài toán thứ nhất, đó là sự phụ thuộc của mức cường độ âm vào công suất của nguồn âm. Chúng ta đi vào dạng bài toán thứ nhất. Thế vậy thầy trò chúng ta đi vào cái dạng toán thứ nhất đó là sự phụ thuộc của mức cường độ âm vào công suất của nguồn âm. Thế vậy qua những cái gì thầy trò chúng ta vừa xây dựng thì các em nhớ rằng là L ứng với công suất là P thì ở đây chính là bằng L ứng với công suất P0 mà cộng với log của P chia cho P0. Đấy. Thế vậy chúng ta đi vào cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1. Đó là một người đứng trước loa nghe một cái đoạn nhạc thì nghe được mức cường độ âm là 70 decibel. Một người đứng trước loa nghe một đoạn nhạc với mức cường độ âm là 70 decibel. Đấy, rất đơn giản như vậy. Câu A là nếu tăng công suất của nguồn lên 2 lần thì lúc đó nghe đoạn nhạc trên với mức cường độ là bao nhiêu? Câu A nếu P bằng 2P0 tăng công suất của loa lên 2 lần thì nghe được đoạn nhạc trên với mức cường độ là bao nhiêu thì L bằng bao nhiêu. Đấy. Câu B là muốn L Đấy câu B. Để nghe đoạn nhạc trên với mức cường độ L bằng 80 decibel thì cần phải tăng công suất của nguồn lên bao nhiêu lần? thì P bằng bao nhiêu? P0. Thì đấy là cái ví dụ thứ nhất mà chúng ta xử lý cho cái loại bài toán như thế này. Thế thì vậy ở đây chúng ta có L thì theo công thức chúng ta có phân tích thì chúng ta có L ở P thì bằng L P0 cộng với 2 âm à, cộng với lốc của P chia cho P0. Thế và ở đây chúng ta nhớ là khi tính của đây công thức của chúng ta ở đây là Ben cho nên các bạn phải đổi ra đơn vị chuẩn. Ở đây là deciben chúng ta đổi ra đơn vị chuẩn. Đó là Ben. Thế vậy ở đây chúng ta có câu A thì chúng ta có l thì bằng lốc của p chia cho ở đây là alpha nhân với r bình phương nhân với y0 và bằng lốc của p0 chia cho alpha nhân với r bình phương nhân với y0 mà nhân với p chia cho p0 và thầy trò chúng ta cũng đã xây dựng thằng này thì bằng lốc của P0 chia cho ở đây là alpha R bình phương nhân với Y0 và cộng với lóc của P chia P0. Hai này khác là L thì bằng L0. Cái này thầy trò chúng ta xây dựng từ lúc nãy nhé. Ở đây coi như thầy xây dựng lại để cho bọn em hình dung ra cái loại này chúng ta xử lý như thế nào mà thôi. Thế vậy ở đây cái giá trị này chúng ta đã biết được bằng 7 rồi. Thì bây giờ chúng ta có tăng công suất của nguồn lên hai lần. Thế thì vậy từ đây thầy sẽ có được ngay kết quả của câu A. L A sẽ bằng L0 mà cộng với 2 là à, cộng với log của P chia cho P0. Các bạn thay số vào bằng 7 mà cộng với log của 2 vì chúng ta tăng công suất của nguồn lên 2 lần. Thế vậy ở đây chúng ta có uh, 7 mà cộng với log 2 thì ở đây thầy có uh, log của 2 thì bằng chúng ta cộng với 7. Thế vậy kết quả là bằng 7,3. Vậy kết quả bằng 7 7,3 ở đây là ben hay là bằng 73 decibel. Thế vậy chúng ta xong cái kết quả của câu thứ nhất đó là mức cường độ âm khi tăng công suất của loa lên hai lần thì nghe đoạn nhạc trên với mức cường độ là bao nhiêu. Chúng ta sang câu B. Câu B thì từ cái biểu thức L thì bằng L0 mà cộng với log của P chia cho P0 thì vậy hiển nhiên từ đây các em suy ra được ngay là P thì sẽ bằng P0 mà nhân với à uh, 10 mũ L mà trừ đi L0. Thế vậy ở đây chúng ta có là 70 đầu tiên là 70 decibel và uh, uh, sau đó là 80 decibel thì hiển nhiên ở đây chính là bằng P0 mà nhân với 10 mũ 1. đây, đây là 8 trừ đi 7 thì bằng 1. Thế vậy ở đây là bằng 10 Cụ thể là 10 cái gì? 10 P0 Thế vậy để nghe đoạn nhạc trên với mức cường độ là 80 dB Thì cần phải tăng công suất của loa lên 10 lần so với ban đầu Thì những cái này là cái kinh nghiệm các bạn giải này Có những lúc mà các bạn hình dung rằng là các bạn đừng quan tâm đến cái cách thức các bạn giải đây bởi vì là khi mà thầy dạy đến phần này thầy biết rằng là ở chương trình toán ở trên lớp thì, thì nhiều bạn các bạn chưa học đến cái phần hàm số logarithm Do đó cái đấy các em cũng không cần quan tâm Mà các em nhập luôn Ở đây là các em nhập luôn 8 thì bằng 7 Mà cộng với lốc của x X này chính là tỉ số của P chia cho P0 Thì khi mà em chưa chuyển được từ hàm số logarit sang hàm số mũ ấy, Chưa quen cái thành thạo này Thì các bạn cứ bấm luôn là 8 thì bằng 7 cộng với lốc x Nó sẽ ra x của em bằng bao nhiêu ngay Và máy nó sẽ xuất ra cho em luôn là X thì bằng ở đây là 10 Không phải lan tăng gì Đấy, có nghĩa là P thì bằng 10P0 Khi chưa thành thạo thì dùng máy tính để lệnh gán nghiệm Và nó xuất ra cái kết quả của các em vừa xử lý Thế vậy chúng ta đã xong cái ví dụ thứ nhất Chúng ta chuyển sang ví dụ thứ hai Chúng ta sang ví dụ thứ hai Ví dụ thứ hai có nội dung như sau Một người đứng trước hai chiếc loa hoàn toàn giống nhau Nghe một đoạn nhạc Thì nghe được đoạn nhạc trên với mức cường độ là 73dB Hỏi muốn nghe đoạn nhạc trên với mức cường độ là 80 decibel thì cần đặt thêm bao nhiêu loa giống như hai loa nói trên. Đáp án A đó là đặt thêm 5 loa, đáp án B đó là đặt thêm 10 loa, đáp án C là đặt thêm 8 loa và đáp án D là đặt thêm 6 loa. Thế thì vậy cái loại bài toán này đây là một trong những cái ví dụ mà khi các bạn cứ mải mê các bạn giải toán Thì các bạn quên đi là cái việc chúng ta đặt thêm Và ban đầu chúng ta lại, lại quên luôn đi cái việc là ban đầu chúng ta có bao nhiêu loa và thêm bao nhiêu lần Thế thì vậy thầy giả sử rằng là cái mức cường độ hay là cái công suất của nó ban đầu ở đây vẫn là P0 Thì ở đây hiển nhiên chúng ta có là L đúng không nào Theo công thức thì ở đây chúng ta có cái gì nào Theo công thức thì chúng ta có L thì bằng L0 mà cộng với lốc của P chia cho P0 Do đó hoàn toàn giống như công thức mà thầy trò chúng ta xây dựng lúc nãy Thì hiển nhiên chúng ta có P Thì hiển nhiên ở đây là bằng P0 Mà nhân với ở đây là 10 mũ L trừ đi L0 Và chúng ta thay số vào đây Chúng ta có chính là bằng P0 Mà nhân với 10 mũ 0,7 Thì 10 mũ 0,7 thì cỡ xem xem của 5 Vậy bằng 5 P0 Có nghĩa là cái công suất sau phải gấp đến 5 lần cái công suất trước Thế nhiều bạn ở đây này, công suất P bằng 5P0, cứ tưởng là 5 lần, nhân lên luôn, chọn đáp án là 5. Đấy, có bạn thì lấy luôn 5 trừ đi 1 bằng 4 ở đây, thầy bỏ cái đáp án 4 đi rồi, có thể trừ con 6 này thành con 4. Nhưng các em biết rằng là cái công suất ban đầu ấy, ban đầu của chúng ta là có P0, nhưng P0 này tương đương với hai loa, có nghĩa ở đây chúng ta có P bằng 10 loa, tương đương với bằng 10 loa. Mà ban đầu chúng ta đã có 5 loa rồi Do đó Muốn xử lý bài toán này Thì từ đây chúng ta có ban đầu có hai loa Do đó muốn nghe được đoạn nhạc thêm Với mức cường độ là 80 decibel Hiển nhiên chúng ta cần Thêm 8 loa Cùng công suất Thế vậy chúng ta nhớ nhé Ngôn ngữ về thêm, ngôn ngữ về bớt ngôn ngữ về thơm bớt một lượng bao nhiêu thì chúng ta phải nhớ là căn cứ vào cái ban đầu của chúng ta như thế nào để từ đó chúng ta tính toán những cái loại bài toán này cho một cách trọn vẹn nhất do đó đáp án của cái bài toán này đó chính là đáp án c chứ không phải là đáp án a hay là đáp án d mà thầy thay con 6 này thành con 4 à, thì những cái đặc trưng này các em cần phải để ý trong quá trình các em tính toán các em cứ mải mê tính toán mà quên đi cái ngôn từ của cái bài toán đó người ta sử dụng như thế nào thì rất là thiệt thòi trong quá trình các bạn làm. Mà chúng ta biết rồi một khoảng thời gian rất là ngắn thì các em không đủ thời lượng để xử lý cái loại bài toán như này. Thế thì vậy tạm thời cái dạng bài toán thứ nhất đó là sự phụ thuộc của mức cường độ âm vào công suất thì tạm thời thầy trò chúng ta chỉ dừng ở đây và từ đấy em sẽ thấy rằng là một là bài toán tìm mức cường độ âm, hai là bài toán tìm công suất hoặc là thêm một cái lượng bao nhiêu liên quan đến công suất cái bài học hôm nay tạm thời chúng ta dừng ở đây vì nó quá dài và hẹn gặp lại các em những cái phương pháp khác những cái cách thức khác những cái dạng bài toán khác ở cái bài toán bức cường độ âm um, xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học hôm sau xin chào các em Chào các em. À, buổi hôm trước thầy trò chúng ta đã làm quen với bài toán con lắc lò xo so và chúng ta đã kết thúc mọi các cái dạng bài toán liên quan đến con lắc lò xo. So. Thế vậy buổi hôm nay chúng ta tiếp tục các bài toán dao động với con lắc đơn. Thế thì vậy đối với bài toán con lắc đơn thì có cái gì khác với bài toán con lắc lò xo so và chúng ta xây dựng như thế nào? Thì vậy trước hết chúng ta làm quen với các cái bài toán liên quan đến con lắc đơn. Vậy một đó là như thế nào là con lắc đơn và điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa vậy một là khái niệm Đấy. con lắc đơn thì rất là đơn giản con lắc đơn là một hệ thống mà gồm một sợi dây có chiều dài l một đầu giữ cố định một đầu treo vật có khối lượng m hoặc là một thanh mảnh có khối lượng không đáng kể không co giãn một đầu giữ cố định một đầu gắn vật có khối lượng m thế như vậy bọn em hiểu rất là đơn giản đó là con lắc đơn thì bao gồm một cái dây có chiều dài l bao gồm một cái dây hoặc là một thanh có chiều dài là l cái thanh này có khối lượng không đáng kể có m bằng không có khối lượng không đáng kể không co giãn không co giãn đấy và một đầu giữ cố định một đầu treo vật có khối lượng m và gắn với vật m gắn với vật có khối lượng m thì một cái hệ cái này này người ta gọi là con lắc đơn. Thế thì vậy để con lắc đơn dao động điều hòa thì điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa, Đấy, điều kiện điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa hay là để vật dao động điều hòa, điều kiện để vật dao động điều hòa đó là góc mở alpha phải nhỏ hơn 10 độ, có góc mở alpha nhỏ hơn 10 độ có góc mở alpha alpha không cũng được nhỏ hơn 10 độ đó là góc mở lớn nhất. Đương nhiên chúng ta nhớ rằng là với cái góc mở alpha nhỏ hơn 10 độ này thì sai số của bài toán này là cỡ khoảng một phần trăm Chúng ta ghi mở ngoặc ở đây là sai số bé hơn trăm Chứ còn nếu cái sai số mà lớn hơn 5% chẳng hạn hoặc 5% chẳng hạn thì hoàn toàn chúng ta có thể tăng cái góc mở lên đến tận 20 độ. Đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta nói điều kiện để cái nó dao động điều hòa thì bắt buộc phải có sai số bằng bao nhiêu. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Thế thì vậy trong bài toán con lắc đơn ý, thì các cái loại công thức nào thường được dùng trong bài toán con lắc đơn? Thế vậy chúng ta đi vào cái sao thứ ba là một số công thức gần đúng. Một số công thức gần đúng khi giải bài toán con lắc đơn. Thì khi giải bài toán con lắc đơn thì có một số công thức gần đúng sau là với mọi cái số alpha 1 alpha 2 chấm chấm alpha n và alpha rất nhỏ so với 1 rất nhỏ so với 1 thì lúc đó chúng ta có mấy cái công thức gần đúng sau. Cái công thức gần đúng thứ nhất đó là 1 cộng với alpha 1 nhân với 1 cộng với alpha 2 nhân chấm 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 thì ở đây sẽ cho chúng ta kết quả bằng 1 cộng với alpha 1 cộng với alpha 2 cộng chấm chấm cộng với alpha n thì đấy là công thức gần đúng thứ nhất. Cái công thức gần đúng thứ hai là khi mọi cái số alpha này bằng nhau thì lúc đó chúng ta có công thức gần đúng thứ hai đó là một cộng với alpha tất cả mũ n thì sẽ cho chúng ta kết quả ở đây sẽ là một cộng với n alpha Tất nhiên bài toán cũng chỉ đúng khi là n nhân alpha này là cũng khá nhỏ so với 1. Công thức tổng quát thứ 3. Công thức thứ 3 đó là 1 cộng với alpha 1 mũ k1 mà nhân với 1 cộng với alpha 2 tất cả mũ k2 chấm 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 thì hiển nhiên ở đây nó sẽ bằng bằng 1 cộng với k1 alpha 1 cộng với k2 alpha 2 cộng chấm chấm Đấy. chứ là nhiều em thì trong quá trình các bạn ấy học lớp học của thầy thì các bạn ấy rất là kinh ngạc cái khả năng nhầm của thầy các bạn ấy không hiểu tại sao những cái bài toán này thầy nhẩm rất là nhanh kể cả khai căn kể cả tính lũy thừa thì các bạn ấy không hiểu hình dung như nào nhưng trong thực tế là chúng ta không như chúng ta lại đã bắt đầu hoài nghi là có thể là ông ấy nhớ một cái lượng công thức khá khổng lồ hay là nhớ cái kết quả khá khổng lồ chúng ta nhớ rằng là cái não của chúng ta thì nhớ là có giới hạn Do đó muốn xác định được những cái bài toán mà chúng ta muốn nhanh được thì chúng ta phải có những kỹ năng tính toán nhất định. Và thưa thầy rằng bây giờ em có máy tính hết rồi những cái này em không cần thiết. Thì khi mà các bạn đã nhập số liệu vào máy tính thì trong thực tế là người ta đã sử dụng xong rồi. Nào? Thầy lấy ví dụ như này. thầy lấy một vài cái ví dụ để em thấy được là cái quán này thì người ta xử lý rất là nhanh. là ví dụ như đây thầy lấy là 1,001 mà thầy nhân với 1,002 thầy nhân với chín tám đây lại nhân với 1,005 Thì rất là dễ dàng em sẽ tìm được kết quả của cái bài toán này bằng bao nhiêu Ở đây thầy sẽ có luôn là 1 là 3 là à, 8 là 6 Vậy bằng 1,006 Thì muốn biết được ở chỗ đấy bằng bao nhiêu Thì các bạn hình nhung ở đây thầy sẽ có ngay Ở đây là cộng 1 Ở đây là cộng 2 ở đây là cộng 5 là các bạn thấy rằng là 1, 2, 5 là 8 nhưng ở đây lại là trừ 2 thì vậy 8 trừ đi 2 thì bằng 6 vậy các bạn có kết quả là 1,006 đấy hoặc là chẳng hạn như là thầy lấy cái phép tính ở đây là 1,002 thầy nhân với 1,003 thầy nhân với 1,004 thầy nhân với 0,99 9 chẳng hạn thì lúc đó thầy khai căn của cái thằng này xem nó bằng bao nhiêu Thì hiển nhiên đây các bạn rất là dễ dàng Các em có thể tính được ngay kết quả của bài toán là 2, 4 là 4 Vậy bằng 1,004 Thế vậy kết quả vô cùng đơn giản Ở đây là 2, ở đây 3 là 5 5 với 4 là 9 9 mà trừ đi 1 thì còn lại là 8 8 mũ 1 phần 2 hiển nhiên 8 mà chia cho 2 bằng 4 vậy 1,004 Các bạn áp dụng công thức gần đúng thứ 3 Thì đây là một số các bài toán liên quan đến công thức gần đúng Mà những cái công thức này chúng ta dùng rất là nhiều Trong bài toán liên quan đến chu kỳ và tần số của lắc lò xo à, Của con lắc đơn Đặc biệt đó là bài toán nhanh chậm của đồng hồ quả lắc Thứ vậy chúng ta đã xong cái mục thứ nhất Đây chúng ta làm quen với con lắc đơn Thế thì vậy con lắc đơn điều kiện để dao động điều hòa là alpha nhỏ hơn 10 độ Thế thì vậy con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ và tần số là bao nhiêu Thế vậy chúng ta sang cái mục số 2 đó là chu kỳ và tần số của con lắc đơn Chúng ta đi đến phần tiếp theo đó là chu kỳ và tần số của con lắc đơn Chúng ta sang mục số 2 là chu kỳ và tần số của con lắc đơn Tần số của con lắc đơn Thế vậy ở đây chúng ta đi sẽ chứng minh rằng là đối với con lắc đơn thì vật dao động điều hòa và dao động điều hòa với chu kỳ và tần số là bao nhiêu. Thế thì vậy giống như đối với cái bài toán con lắc lò xo Chúng ta biết rằng là để chứng minh một vật dao động điều hòa Hay là để xác định chu kỳ và tần số của một vật Thì trước hết là chúng ta phải chọn hệ trục tọa độ, độ. Thế vậy ở đây thầy sẽ xét con lắc đơn ở cái ly độ góc alpha không nào đó như này Hoặc là alpha nào nào đó Ở một cái vị trí có ly độ là alpha Alpha Thế thì vậy nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là đối với cái bài toán này thì vật chịu tác dụng của các lực sau. Một là vật có khối lượng thì có trọng lực và chúng ta biết rằng là trọng lực thì theo phương thẳng đứng. Đây chính là trọng lực. Đấy. Cái lực thứ hai đó là lực căng sợi dây T. Lực căng sợi dây T. Đấy là bài toán về phân tích lực. Còn cái hệ trục tọa độ của chúng ta là cái gì? Cái hệ trục tọa độ của chúng ta chính là cái quỹ đạo chuyển động của vật luôn. Chính là cái quỹ đạo chuyển động của vật. Đấy. Nhưng bọn em để ý các thầy một chút. Đó là cái góc alpha này rất là nhỏ. Nhỏ hơn 10 độ. Do đó trong thực tế mà nói là cái cung nhỏ nhỏ này em này. Cái cung này này. Thì cũng trùng với dây cung luôn. Đấy. Thế thì vậy, ở đây chúng ta đã xong ba hai à, cái bước đầu, đó là chọn hệ trục tọa độ, đây là x hoặc là s và phân tích lực Phân tích lực cái bước thứ ba của chúng ta là áp dụng định luật hai newton thế vậy ở đây chúng ta có áp dụng định luật hai newton thầy sẽ có được cái gì thầy áp dụng định luật hai newton áp dụng định luật hai của newton thì thầy sẽ có được ngay đó là p cộng với t thì bằng ma ở đây thầy có p cộng với t thì bằng m a bây giờ thầy chỉ chiếu lên phương chuyển động trong bài toán này mà thôi thầy chiếu lên ox hoặc là chiếu lên os chiếu lên os hoặc là ở đây os thì sắp xỉ trùng với o x thì khi đó thầy sẽ có được cái gì khi đó thầy sẽ có được em hình dung ở đây nhé thầy chiếu lên cái phương chuyển động thì đó chính là phương tiếp tuyến mà khi chiếu lên phương tiếp tuyến thì ở đây chúng ta có đây Đấy, thì cái thành phần này đây chính là thành phần của P. Khi ở đây thầy vẽ luôn ở đây khi ở đây lực mà không có thực thì chúng ta vẽ đường chấm chấm nhé em nhé. Như ở đây thầy phân tích cho em em dễ nhìn thôi. Đó, thì chính là cái thành phần này. Góc này là alpha thì góc này cũng là alpha bởi vì cạnh tương ứng vuông góc. Thì lúc đó chúng ta đã có P nhân với sin alpha nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là thầy đẩy vật sang trái thì cái lực này hướng sang phải mà thầy đưa vật sang phải thì cái lực này hướng sang trái. Do đó ở đây chúng ta có dấu trừ. Thế vậy chiếu lên trục của x ở đây thầy sẽ có ngay là trừ P nhân với sin của alpha thì bằng M nhân với A. Ở đây chúng ta có thằng này là bằng MG, còn ở đây chúng ta bỏ M đi. Ở đây chúng ta có góc nhỏ hơn 10 độ thì sin alpha sắp xỉ bằng alpha và sắp xỉ bằng tan alpha. Thế và ở đây chúng ta sẽ lấy luôn là lúc đó cung và dây cung cũng là hoàn toàn như nhau mà chúng ta biết rằng là góc ở tâm, góc ở tâm thì bằng cung mà chia cho bán kính. Vậy từ đây thầy suy ra từ đây thầy suy ra là trừ mg nhân với sin của alpha. Sin của alpha thì chính là sấp xỉ bằng alpha và bằng m nhân với a. Nhưng góc ở tâm thì bằng quãng đường hay là bằng cung mà chia cho bán kính. Vậy từ đây thầy suy ra là trừ g nhân với s chia cho chiều dài của dây là l thì bằng a mà a ở đây chính là bằng s2 phẩy. Thế vậy từ đây thầy sẽ có được ngay phương trình từ đây thầy suy ra là S2 phẩy cộng với g chia cho l nhân với S thì bằng 0. Và nhìn vào đây thì ở đây thầy sẽ đặt chúng ta đặt 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 g chia cho l thì bằng omega bình phương. Thì lúc đó cái phương trình này sẽ trở thành là S2 phẩy S2 phẩy cộng với omega bình phương nhân với F thì bằng 0. Thế vậy chúng ta có kết luận luôn, vậy vậy vật dao động điều hòa vật dao động điều hòa với omega thì bằng căn bậc hai của g chia cho l hay là cái khác, thầy sẽ có được ngay chu kỳ T thì bằng 2 pi căn bậc hai của l chia cho g hay là khác là F thì bằng 1 trên 2P căn bậc 2 của G chia cho L. Thế thì vậy chúng ta đã xác định được là với góc alpha nhỏ hơn 10 độ thì con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc omega bằng căn bậc 2 của G chia L hay là chu kỳ T bằng 2P căn bậc 2 của L chia cho G. Và chúng ta có F thì bằng 1 trên 2P căn bậc 2 của G chia cho L thế thì vậy từ đây thầy sẽ có được ngay đó là chu kỳ của con lắc đơn vậy ở đây thầy sẽ có vậy trong bài toán con lắc đơn thì thông thường người ta chỉ quan tâm đến chu kỳ là bởi vì đối với chu kỳ thì chúng ta biết là bài toán con lắc đơn là bài toán gắn với con lắc đồng hồ mà bài toán con lắc đồng hồ thì người ta quan tâm đến chu kỳ mà ít khi người ta quan tâm đến những cái khác vậy ở đây chúng ta có vậy chu kỳ chu kỳ của con lắc đơn là t bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia cho g. Thế thì vậy, buổi hôm nay chúng ta sẽ xác định các bài toán liên quan đến chu kỳ và tần số của con lắc đơn. Vậy chúng ta đi vào dạng bài toán thứ nhất, đó là chu kỳ của con lắc đơn. Vậy chúng ta đi vào cái phần tiếp theo đó là chu kỳ của con lắc đơn. Vậy chúng ta xác định chu kỳ của con lắc đơn như nào? Chúng ta có dạng là chu kỳ của con lắc đơn. Dạng bài toán là xác định chu kỳ của con lắc đơn. Như vậy chúng ta biết rằng là chu kỳ của con lắc đơn như thầy trò chúng ta vừa xây dựng thì chúng ta sẽ có là chu kỳ của con lắc đơn T T thì sẽ bằng 2P. Căn bạc 2 pi căn bậc hai của là l chia cho g bằng 2P. Căn bạc 2 pi căn bậc hai. Ở đây của chúng ta là l chia cho g. Thế vậy khi các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy rằng là đối với bài toán chu kỳ của con lắc đơn thì sẽ có bao nhiêu loại toán khác nhau. Thế vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng là đối với bài toán chu kỳ của con lắc đơn thì chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào L và phụ thuộc vào G. Thế vậy có bao nhiêu yếu tố của L thay đổi, có bao nhiêu yếu tố dẫn đến G thay đổi thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu bài toán liên quan đến chu kỳ của con lắc đơn thế như vậy nhìn vào đây thì các em biết rằng là để thay đổi chiều dài của một sợi dây thì chúng ta một là chúng ta dựa vào cái bài toán là cắt ghép thêm bớt đó là bài toán chu kỳ của lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của dây thông qua bài toán là cắt bài toán ghép chiều dài của sợi dây thì đây là do con người chúng ta tác động vào và đối với bài toán thay đổi l ở đây thì phương pháp giải đối với bài toán này thì các em sẽ giải bằng cái phương pháp tỷ lệ. Cái bài toán thứ hai mà các em đã biết ở chương trình lớp 10 đó là bài toán nóng thì nở ra, lạnh thì có lại. Do đó, chiều dài của sợi dây thì phụ thuộc vào nhiệt độ và các em có bài toán thứ hai đó là sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn T phụ thuộc vào nhiệt độ. Lý do chúng ta có bài toán T phụ thuộc vào nhiệt độ lý do rất là đơn giản, đó là chiều dài của sợi dây L thì bằng L0 thừa số cho 1 cộng với alpha nhân với t alpha nhân với t đấy và hai bài toán này đây là hai bài toán liên quan đến sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào chiều dài phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài ra chúng ta sẽ xử lý những bài toán liên quan đến g g thay đổi bao gồm ba đó là t phụ thuộc vào vị trí địa lý Vị trí địa lý T phụ thuộc vào vị trí địa lý Thì sở dĩ chúng ta biết là T phụ thuộc vào vị trí địa lý Là ở các cái vị trí khác nhau Thì có gia tốc rơi tự do là khác nhau Do đó Ở trái đất thì khác Ở sao kim sao hỏa hay là ở mặt trời hay là ở mặt trăng Thì chúng ta có gia tốc rơi tự do Đó là khác nhau Và dẫn đến là, là khác nhau Cái thứ tư là ngay ở trên mặt đất Thì chúng ta cũng đã biết Rằng là ở độ cao và độ sâu khác nhau thì gia tốc rơi tự do là khác nhau đó chính là bài toán sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn t phụ thuộc vào độ cao và độ sâu thì nhớ là cả hai cái bài toán này cả hai cái bài toán này dẫn đến sự thay đổi của chu kỳ con lắc đơn là bởi vì gia tốc rơi tự do ở một điểm thì sẽ được xác định bằng g nhân với m chia cho r bình phương trong đó g là hằng số gấp dẫn m là khối lượng của cái hành tinh đó và r là khoảng cách giữa tâm của vật và tâm của cái hành tinh mà chúng ta đang xét thì đấy chính là bài toán về sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào vị trí địa lý phụ thuộc vào độ cao và độ sâu bài toán thứ tư thì khi xây dựng hay bài toán thứ năm đó là khi xây dựng chu kỳ của lắc đơn thì chúng ta thấy rằng là t thì bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia cho g trong đó g này được xác định chính là vị trí của hay là bằng độ lớn của lực căng sợi dây ở vị trí cân bằng mà chia cho khối lượng chúng ta thấy rằng là bình thường chúng ta xét trong trường hấp dẫn thì lực căng ở sợi dây chính ở vị trí cân bằng thì chính là bằng trọng lực của vật luôn nhưng nếu như có tác dụng của ngoại lực thì cái này nó sẽ khác đi và chúng ta có cái bài toán ở cái mức độ khó hơn đó là sự phụ thuộc của chu kỳ có lắc đơn T phụ thuộc vào ngoại lực. Sở dĩ chúng ta có được cái điều này lý do là vì G thì được xác định chính là bằng lực căng của sợi dây ở vị trí cân bằng T ở vị trí cân bằng mà chia cho khối lượng và dẫn đến là G là khác nhau. Và cuối cùng, như các em đã biết rằng là khi chúng ta thay đổi độ cao, thay đổi độ sâu thì nhiệt độ của môi trường ở đó chắc chắn sẽ thay đổi và chúng ta có bài toán số 6. Bài toán số 6. Đó chính là sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc vào độ cao độ cao, độ sâu và nhiệt độ. Có nghĩa bài toán số 6 này thì thầy sẽ gộp bài toán số 2 và bài toán số 4 lại chúng ta sẽ thu được cái bài toán số 6 ở đây vậy đây là 6 bài toán mà liên quan đến sự phụ thuộc của chu kỳ còn lắc đơn thế vậy buổi hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các cái dạng bài toán ở đây và từ đó chúng ta sẽ hoạch định xem là đối với cái loại bài toán này chúng ta xác định như thế nào và xử lý kết quả nó ra làm sao vậy chúng ta đi vào cái dạng bài toán thứ nhất đó là sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào chiều dài sợi dây. Vậy, chúng ta đi vào dạng 1. Dạng 1. Đó là sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào chiều dài sợi dây. Sự phụ thuộc. Sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào chiều dài sợi dây. Vào chiều dài của dây. Thế vậy đối với cái bài toán này thì phương pháp chúng ta giải Chúng ta giải như thế nào Thế vậy về phương pháp giải Phương pháp giải Là chúng ta giải bằng phương pháp tỷ lệ Phương pháp tỷ lệ Phương pháp tỷ lệ, pháp tỷ lệ cụ thể các em sẽ nhìn Các em sẽ thấy rằng là T0 T0 thì sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L0 mà chia cho G. Còn T của chúng ta sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia cho g. Và từ hai cái phương trình này, từ hai cái phương trình này thì dễ dàng các em tìm ra được ngay đó là t thì bằng t0 mà căn bậc 2 của l chia cho l0. Và từ đây chúng ta áp dụng cái này chúng ta xử lý cho mọi bài toán. Thế vậy, chúng ta đi vào một vài cái, cái ví dụ minh hoạt vậy vậy chúng ta đã xong tăng chúng ta đã vào cái dạng bài toán thứ nhất đó là sự phụ thuộc của chu kỳ con lắc đơn vào chiều dài của sợi dây. Thế ở đây chúng ta đi vào một vài các cái ví dụ minh họa. Chúng ta đi vào cái ví dụ thứ nhất, đấy là cái ví dụ cơ bản nhất. Ví dụ thứ nhất đó là cho một con lắc đơn có chiều dài l bằng 1 m. Đấy, một đầu giữ cố định, một đầu gắn vật có khối lượng m bằng 100 g. 100 g dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường G sắp bằng pi bình phương và bằng 10 m trên dây bình phương. Người ta hỏi chúng ta là chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu? Người ta hỏi chúng ta là tìm chu kỳ dao động của vật. Đấy. Thế vậy cái bài toán này thì khá đơn giản ở đây chúng ta chỉ cần áp dụng công thức thôi. Đây là cái bài toán để em kiểm tra lại là công thức chúng ta xử lý nào và xử lý số liệu ra làm sao. Thế vậy ở đây chúng ta sẽ có ngay là T thì ở đây bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia cho g. Thì đối với các loại công thức gần đúng nói chung ở đây chúng ta có pi xử lý cho g rồi, vậy chỉ còn lại 2 nhân với căn 1. Vậy ở đây chúng ta sẽ có bằng 2 giây. Thế vậy chúng ta đã xong cái ví dụ thứ nhất xác định về chu kỳ và tần số của con lắc đơn. Chúng ta sang cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai <laughs> đó là cho một sợi dây có chiều dài L bằng 1 m. Cho một cái sợi dây có chiều dài L bằng 1 m được cắt thành hai đoạn để làm hai con lắc đơn khác nhau. được cắt thành hai đoạn để làm hai con lắc đơn khác nhau thì người ta thấy rằng trong cùng một khoảng thời gian thì người ta thấy rằng trong cùng một khoảng thời gian thì con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao động và con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Thì vậy ở đây người ta hỏi các em một số các cái bài toán sau. Câu A người ta hỏi các bạn là tìm L1, L2 hoặc là T1 hoặc là T2. Đấy là câu thứ nhất Câu thứ hai, người ta bắt các bạn xác định khoảng thời gian nói trên, câu B, người ta bắt các bạn tìm khoảng thời gian nói trên có nghĩa là delta T bằng 15 T1 hoặc bằng 20 T2 bằng bao nhiêu. Đấy là bài toán thứ hai. Bài toán thứ ba, câu thứ ba, người ta giả sử rằng là tại thời điểm ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí biên chuyển động về cùng một hướng và người ta hỏi chúng ta là xác định khoảng thời gian nhỏ nhất để trạng thái trên lặp lại như cũ thì câu 3 ấy đó là người ta giả sử rằng là ban đầu tại thời điểm ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí biên đó là a1 bằng a2 và bằng a xuất phát về cùng một hướng ở đây cũng chính là bằng luôn là x01 bằng x02 Người ta hỏi là sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu thì trạng thái trên lại được lặp lại như cũ và đây chính là bài toán người ta các bạn tìm T12 thì đây người ta gọi là bài toán con lắc trùng phùng. Con lắc trùng phùng. Bài toán con lắc trùng phùng, đấy là bài toán thứ hai và câu thứ tư, câu thứ tư đó là người ta bảo giả sử rằng tại thời điểm ban đầu hai vật cũng xuất phát từ cùng một vị trí biên và chuyển động về cùng một hướng chẳng hạn. Đấy, người ta hỏi chúng ta là sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu thì hai vật lại gặp nhau. Ở đây người ta bắt các bạn tìm delta t min để hai vật gặp nhau. Hai vật gặp nhau. Đấy. Thì sở dĩ thầy cho em bài toán trùng phùng và gặp nhau Thì đây chúng ta tách hai cái bài toán này riêng biệt ra hoàn toàn khác nhau Thế vậy trùng phùng thì chắc chắn là gặp nhau Nhưng gặp nhau thì chưa chắc đã là trùng phùng Thế vậy với cái bài toán này thì chúng ta giải như thế nào Thì ở đây nó liên quan đến một cái dạng bài toán con lắc trùng phùng Ở trong một số tác giả hay là một số giáo viên thì người ta phân cái này thành một dạng Còn đây thầy thì không phân thành một dạng Mà nó chỉ là một câu nhỏ trong một cái dạng bài toán mà thầy xây dựng mà thôi Thế vậy ở đây chúng ta có ở đây chúng ta có chúng ta có cái gì thì trước hết là chúng ta có chu kỳ của lắc đơn thì t ở đây được xây dựng là t thì bằng 2 pi căn bằng 2 của l chia cho g thế vậy từ cái công thức này dễ dàng các em suy ra được ngay là t1 sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L1 chia cho G và T2 thì bằng 2 pi căn bậc 2 của l2 chia cho g. Từ cái yếu tố này, từ cái yếu tố này thì hiển nhiên các em dễ dàng suy ra được l2 chia cho l1. Thế vậy từ cái phương trình đấy dễ dàng thầy tìm ra được là l2 chia l1 thì bằng t 2 chia cho t1 tất cả bình phương. Thế vậy ở đây các em đã có được cái công thức tổng quát về tỷ lệ giữa chiều dài và chu kỳ hoặc là tỷ lệ giữa chu kỳ với chiều dài chúng ta đã có được cái công thức này. Đấy. Mặt khác theo giả thiết thì chúng ta có là trong cùng một khoảng thời gian thì vật thứ nhất thực hiện được 15 dao động, vật thứ hai thực hiện được 20 dao động thì hiển nhiên từ cái giả thiết 15T1 bằng 20T2 thì cái từ cái giả thiết này các em đã suy ra được các thầy là T2 chia cho T1 Ở đây các bạn có bằng 15 chia cho 20 và bằng 3 phần 4 Cái tỷ lệ này bằng 3 phần 4 rồi Thế vậy dễ dàng thầy thay lên đây Thầy trò chúng ta thay lên đây Hiển nhiên các em tìm được ngay Đó là L2 chia cho L1 Ở đây chúng ta bình phương lên Thì bằng 9 phần 16 9 phần 16 Nhưng theo giả thiết thì các em đã có rằng là Chiều dài của con lắc này hai cái sợi dây này được cắt từ cái sợi dây có chiều dài L bằng 1 mét Do đó ở đây thầy đã có là L1 cộng với L2 Thì ở đây đã bằng 100cm rồi Đấy. Thì bọn em giải cái hệ phương trình trên em sẽ suy ra được ngay kết quả Nhưng em có thể nhầm này L2 chia L1 bằng 9 phần 15 Vậy cái sợi dây này thầy sẽ chia ra làm 25 phần Vì 9 cộng với 16 thì bằng 25 25 phần này bằng 100 vậy 1 phần bằng 4 thì rất đơn giản các em chỉ cần nhân 4 ở tử và mẫu thôi. Nhân 4, ở đây các em nhân 4 thì các em sẽ thu được kết quả là 94 là 36 và ở đây chúng ta có 16 nhân 4 thì chính là 64. Đấy. Thế vậy giải cái hệ này dễ dàng thầy trò chúng ta suy ra được ngay kết quả. Suy ra là L1 của chúng ta ở đây thì bằng 64 cm và L2 của chúng ta thì bằng 36 cm. Sau khi tìm được L1, L2 thì hoàn toàn các em có thể tìm được ngay là T1 và T2. Vậy dễ dàng các em tìm ra được là T1 thì bằng 2 pi căn bậc 2 của L1 mà chia cho G. Thế vậy chúng ta xử lý thằng này, G xử lý cho pi rồi vậy 2 nhân với 0,8 là bằng 1,6 giây các em thay số vào và thầy sẽ có ngay T2 thì bằng 22 pi mà nhân với căn bậc hai của L2 chia cho G các em thay số vào pi xử lý cho G vậy đây là 36 là 6 là 1,2 giây vậy các em đã kết thúc câu thứ nhất đó là tìm L1, L2, T1 và T2 thế vậy bây giờ chúng ta xác định cái khoảng thời gian nói trên thì chúng ta đến câu B là chúng ta tìm delta T câu B là tìm delta t thì hiển nhiên thầy trò chúng ta có ngay là delta t delta t bằng 15 nhân với t1 như vậy các bạn có bằng 15 mà nhân với 1,6 16 mà chia cho 2 bằng 8 38 24 bằng 24 giây Vậy chúng ta đã xong cái thời gian của câu B Đó là thời gian của delta t là bằng 24 giây. Chúng ta sang vị trí của câu C là chu kỳ con lắc trùng phùng. C là chu kỳ. Chu kỳ. Trùng phùng. Chu kỳ trùng phùng. Thế vậy, để hai vật quay lại vị trí cũ thì các em để ý các thầy rằng là cái khoảng thời gian đó delta t phải bằng n1 nhân với t1 để con lắc thứ nhất quay về vị trí cũ và con lắc thứ hai quay về vị trí cũ đó là n 2 t 2 Thế vậy lập từ cái tỷ số này các em sẽ có được ngay đó là t 2 chia cho t 1 thì sẽ bằng n 1 chia cho n 2 nhưng theo giả thiết thầy trò chúng ta lập là t 2 chia t 1 đã bằng 3 phần tư rồi vậy cái tỉ số này bằng 3 phần tư tỷ số này bằng 3 phần tư với tỷ số này bằng 3 phần 4 thì các em dễ dàng các em tìm được ngay đó là N1 sẽ bằng 3K còn N2 sẽ bằng 4K và thay vào thì các em sẽ tìm được delta T này bây giờ chúng ta sẽ có cái delta T này sẽ bằng 3KT1 Thế vậy giá trị của nhỏ nhất nó sẽ là bằng 3T1 Vậy dễ dàng các em tìm được ngay Đó là T trùng phùng Vậy T trùng phùng 1, 2 Bằng 3 T1 Và 3 T1 ở đây chúng ta có 3, 1 là 3, 3, 8 3, 1 là 3 này Chúng ta có 3, 6, 18 Là bằng 4, 8 Giây Vậy chúng ta đã kết thúc câu C Thế vậy việc còn lại của chúng ta là Chúng ta thử liệu xem là đối với câu D Thì nó khác gì với câu C thì chúng ta xử lý câu D. vậy khi giải câu C chúng ta thu được cái bài toán con lắc trùng phùng thì ở đây chúng ta có rằng là để hai vật mà trùng nhau ấy hay là quay về đúng vị trí cũ ấy, thì chúng ta có delta T ở đây chính là bằng K nhân với 3T1 hoặc là bằng K nhân với 4T2. Đúng nào? Ừ. Và chúng ta đã có được là delta T min chính là bằng 3T1 hoặc là bằng 4T2 và ở đây chính là chu kỳ của con lắc trùng phùng và thầy trò chúng ta vừa tìm ra ở câu trước đó là bằng 4,8 giây Đấy. nhưng ngoài cái cách xây dựng này ra chúng ta còn có cái cách xây dựng khác là từ cái giả thiết mà thầy đã có sẵn đó nào? cách thứ hai từ cái giả thiết mà thầy cho sẵn đó là delta T trong cùng một khoảng thời gian thì con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao động và con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Thế vậy chúng ta nhìn vào đây, 15 bộ số 15 và 20 thì chưa phải là tỷ lệ tuyệt đối. Và chúng ta có ước số chung lớn nhất đó là bằng 5, vậy kết quả ở đây là 5 thừa số cho ở đây là 3t1 và bằng 4t2. Thì 3 và 4 là hai số tỷ lệ tuyệt đối và chúng ta không thể rút gọn được nữa, hay là ước số chung của chúng chỉ có thể là 1 thôi. Và đó chính là chu kỳ trùng phùng Vậy đây chính là bằng 5T12 Và chúng ta biết rằng 5T12 này thì bằng 24 giây Và dễ dàng kiểu ta tìm được chu kỳ trùng phùng thì bằng 4,8 giây Thì đấy là câu liên quan đến chu kỳ của con lắc trùng phùng Thế vậy bây giờ chúng ta xử lý câu D của chúng ta ấy Đó là hai vật gặp nhau Và ở đây chúng ta có rằng là X01 bằng X02 và đều nằm ở vị trí biên thì vậy, dễ dàng từ đây thầy trò chúng ta tìm ra được ngay là phương trình dao động thứ nhất là x1 sẽ bằng a nhân với cốt của omega 1 t và x2 thì bằng a nhân với cốt của omega 2 t. Còn chúng ta để ý rằng là nếu như bài toán người ta cho chúng ta thấy rằng là hai vật ban đầu xuất phát từ cùng một vị trí biên góc, có là hai sợi dây mà song song với nhau thì hiển nhiên lúc đó các em nhờ các thầy rằng là alpha 1 sẽ là bằng alpha 0 nhân với cốt của omega 1 t và alpha 2 bằng alpha 0 nhân với cốt của omega 2 t. Và theo giả thiết thì từ trên này chúng ta có là T2 chia cho T1 thì bằng 3 phần 4. Vậy omega 2 thì bằng 4 phần 3 omega 1. Thì vậy ở chỗ này chính là bằng A mà nhân với cốt của 4 phần 3 omega 1. Hey đấy thế vậy chúng ta có là để hai vật mà gặp nhau thì chúng ta có cái gì để hai vật gặp nhau để hai vật gặp nhau thì chúng ta có là để hai vật gặp nhau thì ở đây chúng ta có x một phải bằng x hai và khi x một bằng x hai thì hiển nhiên từ đây thầy suy ra đó là a nhân với cốt của omega 2 t bằng a nhân với cốt của omega 1 t còn nếu như hai sợi dây song song với nhau thì các em ở đây nhớ cho thầy rằng là ở đây là alpha 0 nhân với cốt của omega 2 t bằng alpha 0 nhân với cốt của omega 1 t nếu như bài toán người ta cho hai sợi dây song song với nhau thì từ đây thầy sẽ thay số vào hai nơi khác suy ra là cốt của 4 phần 3 omega 1 T sẽ bằng cốt của omega 1 T và dễ dàng chúng ta tìm ra được hai họ nghiệm vậy từ đây thầy suy ra là 4 phần 3 omega 1 T bằng hoặc hoặc là bằng omega 1 T cộng với K2 Pi đấy là họ thứ nhất Họ thứ hai là bằng trừ omega 1 t cộng với k nhân với 2 pi. Thế như vậy, thầy trò chúng ta sẽ giải cái thứ nhất và giải cái họ thứ hai. Với cái giải họ 1, việc chúng ta giải họ 1 thì từ đây thầy suy ra là 4 phần 3 thầy chuyển sang còn lại là 1 phần 3 omega 1 t thì bằng k nhân với 2 pi và dễ dàng chúng ta tìm ra được ngay đó là T sẽ bằng K nhân với 3 nhân với 2 pi chia omega 1. Mà các em biết rằng là 2 pi chia omega 1 thì chính là T1, vậy bằng K nhân với 3T1. Vậy chúng ta đã giải xong cái họ thứ nhất. Và các em nhìn vào đây các em thấy rằng là cái họ thứ nhất ở đây này nó trùng với bài toán con lắc trùng phùng. Trùng với bài toán con lắc trùng phùng. Được cái nào? Thế thì vậy, chúng ta thử giải họ thứ hai xem là cái họ nghiệm của chúng ta như thế nào. Như vậy chúng ta đã xong cái họ nghiệm thứ nhất, đó là họ nghiệm thứ nhất là T1 bằng k nhân với 3T1. Đấy, cái họ thứ nhất chúng ta thu được như vậy. Chúng ta giải cái họ nghiệm thứ hai. Giải cái họ nghiệm thứ hai thì thầy sẽ có ngay là 4/3 omega 1 T sẽ bằng trừ đi omega 1 t mà cộng với k nhân với 2 pi. Như vậy dễ dàng chúng ta suy ra là 7 phần 3 omega 1 t bằng k nhân với 2 pi. Hay nói cách khác từ đây thầy suy ra t bằng k nhân với 3 phần 7 nhân với 2 pi chia omega 1 và ở đây chính là bằng k nhân với 3 phần 7 T1. Đấy. Và vậy từ đây thầy suy ra họ nghiệm T2 sẽ bằng ở đây là K nhân với 3 phần 7 nhân với T1. Thì đây chính là cái họ nghiệm thứ hai Nhưng bài toán của chúng ta là chúng ta hỏi cái bài toán khoảng thời gian nhỏ nhất. Thế vậy đối với bài toán khoảng thời gian nhỏ nhất thì dễ dàng từ đây thầy suy ra là delta T min chính là bằng min của T1 và min của T2. Như vậy chúng ta có min của T1 chính là bằng 3T1, min của T2 chính là bằng 3/7T1. Vậy kết quả bằng 3/7 nhân với T1. Như vậy việc còn lại của em là các em thay số cho thầy xem T1 đây chúng ta bằng bao nhiêu T1 chúng ta tính vừa bằng 1,6 sau hay khác là bằng 4,8 mà chia cho 7 thì 7749 đâu đó là 0,7 7 gì đó có đúng không Thế vậy ở đây các bạn thay số vào để chúng ta thấy kết quả của bài toán này Thế vậy chúng ta đã xong cái ví dụ thứ nhất và trong ví dụ thứ nhất này thì có 4 câu trong 4 câu này thì các em cần phân biệt để các thầy bài toán con lắc trùng phùng và gặp nhau là hoàn toàn khác nhau Đấy. Thế vậy chúng ta thấy rằng là trùng phùng thì chắc chắn là gặp nhau nhưng gặp nhau thì chưa chắc đã là trùng phùng thế vậy chúng ta thấy rằng là họ nghiệm thứ nhất chỉ là con của họ nghiệm thứ hai khi k của chúng ta gì hết cho 7 thôi khi k mà chia cho bảy thì ở đây sẽ là bằng 3 t 1 thì chúng ta thu được cái kết quả hoàn toàn tương tự như vậy thế vậy chúng ta đã kết thúc dạng bài toán tòa... à, kết thúc cái ví dụ thứ nhất của cái này thế để để luyện tập hơn chúng ta sang cái ví dụ thứ hai chúng ta sang ví dụ thứ hai ví dụ thứ hai có nội dung như sau là cho hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau là 36 cm. Ví dụ thứ 2. Cho hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 36 cm. Thì người ta thấy rằng trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 16 dao động và con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Con lắc thứ nhất thực hiện được 16 dao động và con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Đấy. Câu a, người ta bắt chúng ta tìm t1, t2 hoặc là l1, l2. Câu thứ hai, người ta bắt các bạn tìm là xác định khoảng thời gian nói trên delta t bằng bao nhiêu. Câu thứ ba, câu c, người ta bắt chúng ta tìm chu kỳ của con lắc trùng phùng. Người ta bắt chúng ta tìm chu kỳ trùng phùng. T12. Câu C. Câu D. Người giả sử rằng là hai vật ban đầu xuất phát từ cùng một vị trí cân bằng và chuyển động với cùng biên độ góc. Đó nào, có là alpha 01, alpha 1, alpha 01 nhé 0 thì bằng alpha 2 ở thời điểm ban đầu và đều bằng 0. Đấy là cái thứ nhất. Và alpha 01 bằng alpha 02 và người ta hỏi chúng ta là sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu thì hai sợi dây lại song song với nhau và tìm tìm delta t min để là hai dây song song với nhau alpha 1 bằng alpha 2. Đấy. Thì vậy chúng ta thấy rằng là cái giả thiết này nó na ná giống như cái bài toán lúc nãy nhưng ở đây lúc nãy là thầy cho L1 cộng L2 ở đây thầy cho hiệu L1 L2 bằng bao nhiêu. Thế thì vậy với cái bài toán này chúng ta xử lý như thế nào? Vì vậy theo giả thiết thì hiển nhiên các em nhìn vào đây thì thầy sẽ có rằng là 16T1 thì bằng 20T2. Vậy ở đây thầy sẽ có là T2 từ giả thiết thầy sẽ có T2 chia cho T1 thì bằng 16 phần 20. Và kết quả của chúng ta ở đây chính là bằng 4 phần 5. Có nào? Và từ công thức là T T bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho G thì hiển nhiên các em có ngay đó là L2 chia cho L1 Thì bằng T2 chia cho T1 tất cả bình phương Và trong cái bài toán này chúng ta thu được ở đây chính là bằng 16 phần 25 16 phần 25 Thế vậy các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy rằng là L1 sẽ lớn hơn L2 Và chúng ta chênh nhau ở đây là 36cm Thì các em nhìn vào đây các em cũng dễ dàng các em thấy rằng là 25 mà trừ đi 16 thì bằng 9 Vậy 9 phần này thì cách nhau 36 hay là hơn kém nhau 36 cm Vậy ở đây chúng ta nhân với 4 Chúng ta nhân với 4 Để chúng ta có 9, 4, 3, 6 Vậy ở đáp án trên chính là bằng 64 Đáp án dưới chính là bằng 100 Đấy. Thế vậy dễ dàng từ đây thầy trò chúng ta tìm ra được ngay Đó là L1 thì bằng 100 cm Còn L2 chúng ta xác định được chính là bằng 64 cm. Vậy từ công thức này hoàn toàn thầy trò chúng ta tìm ra được ngay T1 và T2. Vậy từ đây chúng ta có T1 sẽ bằng 1 à, 2P đi bằng 2P căn bậc 2 của L1 chia cho G và ở đây chính là bằng 2 giây. Còn dễ dàng các em có T2 bằng 2P căn bậc 2 của L2 chia cho G và kết quả bằng 1,6 giây. Thay vào chúng ta sẽ xác định được khoảng thời gian nó trên. Vậy chúng ta có ngay câu B. Thầy sẽ có ngay delta T sẽ bằng 16 nhân với T1. Mà T1 của chúng ta là bằng 2 giây. Vậy kết quả ở đây chính là bằng 30, uh, 16 nhân với T1 là bằng 32 giây. Và chúng ta làm theo cái cách thức thứ hai thì chúng ta có đối với câu C Thầy sẽ có chu kỳ t trùng phùng t12 thì ở đây chúng ta có là từ cái giả thiết là 16 t1 bằng 20 t2 bằng 32 thì các em có là ước số chung lớn nhất của uh, 16 và 20 thì chúng ta có 16 và 20 thì đều chia hết cho 4 vậy từ đây thầy suy ra là 4 của 4 t1 thì bằng 5 t 2 và ở đây chúng ta có bằng 32 và dễ dàng thầy trò chúng ta tìm được ngay là T12 thì ở đây chính là bằng 4T1 và các em thay vào ở đây chúng ta có 4T1 và chúng ta có T1 của chúng ta ở đây là bằng 1,6 mà nhân với 4T1 ở đây chính là bằng 6,4 giây. Vậy chúng ta xong câu C. Câu D thì theo giả thiết rằng là ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí cân bằng Đi qua vị trí cân bằng mà chuyển động về cùng một hướng Do đó dễ dàng thầy trò chúng ta tìm ra được ngay là Alpha 1 thì bằng alpha 0 nhân với cốt của omega 1 t Mà cộng với pi trên 2 Còn alpha 2 bằng alpha 0 nhân với cốt của omega 2 t Cộng với pi trên 2 đi qua cùng một cái vị trí cân bằng Thế thì vậy đối với cái bài toán này việc chúng ta xác định các bài toán gặp nhau chúng ta chỉ cần cho là alpha 1 và alpha 2 bằng nhau rồi từ đấy chúng ta xử lý kết quả của cái bài toán này. Thế vậy nếu như vậy chúng ta thay cái, cái 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 cái, cái, biểu thức này vào thì hiển nhiên ở đây thầy sẽ có được ngay cái kết quả của bài toán là như nào. Thế vậy ở đây chúng ta có alpha 1 bằng alpha 2 à, alpha không alpha 1 bằng alpha 2 nhớ là chúng ta có tỷ lệ là T2 chia cái T1 của chúng ta ở đây này là T2 chia cho T1 của chúng ta là bằng 4 phần 5 hay là khác là omega 2 thì bằng 4 phần 5 omega 1 thế vậy ở chỗ này chính là bằng alpha 0 mà nhân với cốt của 4 phần 5 phần 4 bằng 5 phần 4 omega 1 t cộng với pi trên 2 thì vậy để hai sợi dây song song với nhau thì hiển nhiên chúng ta có là alpha 1 bằng alpha 2 thì vậy từ đây thầy sẽ có được ngay là cốt của thằng này bằng cốt của thằng này chúng ta giải hoàn toàn tương tự như lúc nãy thì hiển nhiên thầy sẽ có từ đây thầy suy ra là 5 phần 4 omega 1 t cộng với pi trên 2 thì ở đây chính là bằng omega 1 t cộng với pi trên 2 cộng với k 2 pi đấy là cái họ thứ nhất và cái họ thứ hai của chúng ta đó là 5 phần 4 omega 1 t cộng với pi trên 2 thì bằng omega1t Trừ, omega trừ pi/2 trên 2, cộng với k nhân với 2pi. Thế vậy ở đây chính là họ nghiệm thứ nhất, đây chính là họ nghiệm thứ hai. Thế vậy từ cái việc chúng ta sẽ giải họ 1 và họ 2 chúng ta sẽ ra được nghiệm thôi. Chúng ta giải cái họ 1. Giải cái họ 1 chúng ta chuyển sang là 1/4 omega1t 1/4 omega1 t thì bằng k nhân với 2pi và từ đây chúng ta sẽ có được nghiệm t sẽ bằng k nhân với là 4 lần của 2 pi chia cho omega 1 hay khác là bằng k nhân với 4t1. Đấy. Và đây chính là chu kỳ trùng phùng mà thầy trò chúng ta đã vừa xử lý xong ở đây. Xử lý xong ở cái chỗ này. Đúng không nào? Thế vậy chúng ta giải cái họ nghiệm thứ hai. Giải cái họ nghiệm thứ hai thì thầy chuyển sang thầy đã thu được ở đây là 9 phần 4 Vậy thầy sẽ có ngay là 9 phần 4 Omega 1 T Thì Chuyển sang bên này Chính là bằng Trừ Pi Trừ Pi Cộng với K 2 Pi Hoặc là bọn em có thể viết ở đây Chính là bằng à, Tịnh tiến thẳng lên một đơn vị Thì ở đây chính là bằng Pi cộng với K 2 Pi Không sao cả Đúng không nào Vậy từ đây Thầy sẽ suy ra được ngay T Sẽ bằng Ở đây là 2K 1 Ở đây là bằng K Cũng được K trừ đi 1/2 thầy trừ vào ở chỗ này mà nhân với chỗ này sẽ là 4/9 của ở đây là bao nhiêu? 2pi chia cho omega 1. 2pi chia omega 1 chính là T1. Vậy từ đây thầy sẽ có được nghiệm là T sẽ bằng k trừ đi 1/2 mà nhân với 4/9 T1 và chúng ta đã xử lý xong cái họ nghiệm thứ hai và đây chính trên này đây chính là cái họ nghiệm thứ nhất đây chính là họ nghiệm thứ nhất và từ kết quả này hiển nhiên chúng ta tìm ra được t min ứng với k bằng một ở đây mà k bằng một ở đây thì chính là bằng hai phần chín t một và từ đây thầy suy ra là t min của bài toán này t min hay là delta t min của chúng ta thay k bằng một vào đây chính là bằng hai phần chín T1. Vậy chúng ta đã kết thúc cái ví dụ thứ hai là về xác định bài toán chu kỳ của con lắc khi chiều dài hơn kém nhau một lượng bao nhiêu đó. Rồi là tương tự như vậy chúng ta sẽ xử lý cho những cái bài toán khác. Vậy chúng ta kết thúc cái ví dụ thứ hai ở đây. À, chúng ta sang cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba có nội dung như sau là cho một con lắc đơn có chu kỳ dao động là T0. Một con lắc đơn. Ví dụ thứ ba cho một con lắc đơn ở đây có chiều dài L0 thì có chu kỳ dao động là T0. t Đấy. Khi chiều dài của con lắc giảm đi một lượng là A. Ở đây nếu chiều dài của con lắc giảm đi một lượng là A. Thì chu kỳ dao động của nó là T. Lúc này sẽ là bằng T1. Thầy giả sử như bằng 0,8 giây. Và nếu như chiều dài của con lắc cộng lên một lượng là A. À, thì chu kỳ dao động của vật lúc này bây giờ là T bằng T2 và bằng 1,2 giây. Và câu A người ta hỏi các em là người ta bắt các bạn tìm T0. Tìm T0 thì đây thông thường đây chính là cái câu chính của cái loại bài toán như thế này. Và Câu B, người ta hỏi là nếu tăng chiều dài sợi dây thêm một đoạn là A nữa thì chu kỳ dao động của vật bây giờ là bao nhiêu? Vậy nếu như bằng L thì bằng L0, thêm một A nữa cũng là thêm rồi thì ở đây chính là cộng với 2A. Thì suy ra ở đây T bằng bao nhiêu? Thì đây chính là nội dung của cái ví dụ thứ ba Như vậy với cái bài toán này thì chúng ta giải như thế nào? Như vậy ở đây ta có theo giả thiết thì chúng ta có là T0 sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của ở đây là L0 mà chia cho g. Và chúng ta có T1 T1 sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L0 trừ đi a mà chia cho g. Và tương tự như vậy chúng ta có là T2 T2 sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của l0 cộng với a chia cho g và chúng ta có t3 thì sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của l0 mà cộng với 2a chia cho g. Thì theo giả thiết thì ở đây chúng ta có ở chỗ này cái số liệu cũng không quan trọng lắm đâu các em nhé. Ở đây chỗ này là bằng 0.8 giây và chỗ này của chúng ta là bằng 1.2 giây thì các em nhìn vào đây thì các em thấy rằng là L0 chính là đại diện cho t và L0 trừ a chính là đại diện cho t1 và L0 cộng a chính là đại diện cho t2 thế vậy từ hai cái giả thiết này có số rồi và với mục đích của chúng ta là cái gì với mục đích của chúng ta là không muốn xuất hiện cái sự có mặt của a hoặc là có mặt của g hoặc là có mặt của l Thế như vậy nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng là bài toán này chúng ta xử lý rất là đơn giản em chỉ cần việc bình phương t1 em bình phương t2 bình phương T1 bình phương T2 các bạn cộng lại với nhau thì ở đây chúng ta sẽ có là ở đây sẽ là cộng lại với nhau chúng ta sẽ được hai cái L0. Thì kỹ năng tính toán ở đây các em để cái thể một chút này. Ví dụ như ở đây là k lần a1 và đây là k2 lần a2 thì các bạn làm nào đó để nhân hệ số ở đây sau khi bình phương em phải nhân hệ số nào đó để có xử lý cái a này đi. Thì trong thực tế ở đây chúng ta chỉ cần cộng là xong. Thế vậy ở đây chúng ta có t1 bình phương cộng t2 bình phương thì ở chỗ này đại diện tương đương với 2l mà 2l tương đương với hai lần l0 bình phương. Thế vậy từ cái giả thiết ở đây chúng ta sẽ có rằng là ở đây thầy giả sử như phương trình này là phương trình 1. Phương trình này là phương trình thứ 2, phương trình này là phương trình thứ 3 và phương trình này là phương trình thứ 4. Như vậy từ 1 2 3 thì chúng ta sẽ có được chúng ta đã thấy ngay là ta thấy ở đây ta thấy là T1 bình T1 bình cộng với T2 bình phương thì ở đây chính là bằng 2 lần T0 bình phương và dễ dàng các em rút ra được ngay đó là T0 sẽ chính là bằng căn bậc 2 của T1 bình phương cộng với T2 bình phương mà chia cho 2. Đấy, quan trọng là cái biểu thức của các em bằng bao nhiêu, còn cái việc mà chúng ta thay số mà chỉ là cái vấn đề cơ bắp của những cái loại bài toán này mà thôi. Thì ở đây thầy tính toán luôn cho bọn em cho nên đỡ mất thời gian. Ở đây chúng ta có 0,8 bình phương mà cộng với 1,2 bình phương bằng bao nhiêu chúng ta chia cho 2 Rồi chúng ta khai căn nó lên Vậy kết quả ở đây sẽ là bằng 1,02 Sắp xỉ bằng 1,02 Sắp xỉ bằng 1,02 giây Đấy thì đấy là đối với câu A Đối với câu B thì bắt buộc phải tìm T3 thì bắt buộc chúng ta phải dùng phương pháp tỷ lệ Thế vậy phương pháp tỷ lệ thì từ cái biểu thức này Từ cái biểu thức này Từ hai cái biểu thức này Thì dễ dàng thầy trò chúng ta suy ra được ngay Đó là từ 2 và 3 Dễ dàng thầy trò chúng ta sẽ suy ra được ngay Đó là L0 trừ đi A Mà chia cho L0 cộng với A Thì chính là bằng T1 chia T2 tất cả bình phương Chính là bằng T1 chia cho T2 tất cả bình phương thay số vào các em sẽ thu được là 0,8 chia cho 1,2 tất cả bình phương là ở đây là 2 phần 3 2 phần 3 mà tất cả bình phương là bằng 4 phần 9 bằng 4 phần 9 Đấy. 4 phần 9 thì ở đây em có thể các em có thể nhân đôi lên là ở đây chúng ta sẽ có là bằng 8 phần 10 8 18 8 phần 18 cộng lại thì ở đây chúng ta dễ dàng em sẽ tìm được cái tỷ lệ giữa cái L0 và A Tất nhiên cái kỹ năng mà các bạn có thể tìm được tỷ số giữa A và cái L0 ấy Thì ở đây em hoàn toàn em có thể dùng mẹo Đấy, bọn em có thể bấm máy tính vào mẹo mà Có là khi nhập số thì em chuyển hóa số liệu luôn Coi như L0 thì bằng 1 Thì ở đây chính là bằng X Thì ở đây tỷ số giữa A và L0 chính là X Thì ở đây các bạn dùng bằng mẹo ấy Thì các bạn nhập tỷ số là 1 trừ đi X Mà chia cho 1 cộng với X Thì các bạn có ở đây là 4 phần 9 Đấy, thì kinh nghiệm bọn em có thể làm theo cái tỷ lệ theo kiểu này Thì nếu như các bạn nhập dữ liệu vào máy tính ý, Thì máy tính nó sẽ xuất ra luôn cho em là x Thì ở đây thầy nhầm, ở đây là thầy nhân đôi nhá Thầy nhân đôi ở đây chính là 8 mà phần 18 Thì em dễ dàng em sẽ thấy rằng là Lấy thằng này mà trừ thằng này là bằng 10 Thế vậy A chiếm 5 phần Lấy thằng này cộng với thằng này là sẽ được 26 là 13 Có ừ đúng không? Ở đây chúng ta có 26 chia 2 bằng 13 Thế vậy ở đây chính là bằng 5 phần 10 3 Đấy. Thì đây là kỹ năng mà chúng ta xử lý số liệu thôi Nhưng cái điều đó cũng không quá quan trọng Có nghĩa ở đây chúng ta sẽ có A thì bằng 15 phần 10 13 Đấy. Vậy từ đây thầy sẽ có rằng là A thì bằng 5 phần 13 nhân với L Hoặc là bọn em có thể hiểu luôn là lấy là A thì bằng 5 và L thì bằng 13 Ở đây là một cái đơn vị gì đó mà em tự quy chuẩn Thế thì vậy từ đây sẽ em sẽ có rằng là ở đây là 5 mà trừ đi 13 thì hiển nhiên đây là chúng ta có 13 mà trừ đi 5 ở đây các bạn chỉ còn lại là 8 thôi. Vậy ở đây tễ 1 thì tương đương với là căn của 8. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lấy là L0 mà cộng với 2A. Thế thì vậy từ đây thầy suy ra là L0 mà cộng với 2A thì sẽ bằng ở đây là bằng bao nhiêu? Sẽ là bằng đây là L0 các em nhé. Sẽ là bằng 13 mà cộng với 10 thì bằng 23. Nhưng các em có L1 ở đây này, L1 ở đây các em thấy rằng là L1 ở đây chỉ là bằng bao nhiêu thôi? L1 của chúng ta ở đấy chỉ là bằng à uh, 13 mà thử đi 5 thì bằng 8 thôi. Vì vậy, dễ dàng các em tìm ra được ngay đó là T3 sẽ bằng T1 nhân với căn bậc 2 của ở đây là 23 phần 8. Hoặc là T3 bằng T nhân với căn bậc 2 của 23 phần ở đây là thằng này cộng với thằng này đó chính là 18. Các bạn tính bất kỳ theo kiểu gì cũng được. Thế vậy ở đây chúng ta có ở đây thầy sẽ tính cho em cái này luôn xem nó bằng bao nhiêu. Thế vậy chúng ta có 23 mà chúng ta chia cho 8 thì bằng căn thì bằng thầy nhân với của chúng ta là 0,8 bằng vậy kết quả là căn 46 phần 5 Vậy ở đây là bằng căn của 46 phần 5 giây. Và đương nhiên các em thay số vào thì các em có thể xử lý được các cái dạng bài toán là khác nhau cho những cái tỷ lệ khác biệt như thế này. như vậy chúng ta đã xong cái ví dụ số 3 đối với bài toán thêm bớt chiều dài của sợi dây và khi thêm bớt thì có sự thay đổi như thế nào. Đấy. Chúng ta xong ví dụ thứ ba, chúng ta sang ví dụ thứ tư. Chúng ta sang cái ví dụ thứ tư Cái ví dụ thứ tư có nội dung như sau Đó là cho một con lắc đơn Đang dao động điều hòa với chu kỳ T0 bằng 2 giây Ví dụ thứ tư là cho một con lắc đơn Có chiều dài thay đổi đường Đang có chu kỳ dao động là T0 Thì bằng 2 giây Đấy Người ta giảm chiều dài sợi dây đi một lượng là delta L0 Ở đây chúng ta giảm đi một lượng là delta L1 đi thì chu kỳ dao động của con lắc đơn lúc này là t1 thì bằng 1 à, à, ở đây thầy cho nó là hai thì ở đây sẽ là 1,5 giây đi nếu như tăng chiều dài của con lắc đơn lên một lượng là delta l2 thì ở đây là chu kỳ dao động sẽ là t2 bằng 2,5 giây người ta bắt các em tìm tỷ số delta l1 chia cho delta l2 Tỷ số của delta L1 chia cho delta L2. Thế vậy với cái bài toán này chúng ta xử lý như thế nào? Thế vậy các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy rằng là với giả thiết thì thầy cho cái gì nào? Với giả thiết thầy cho là T0 T0 sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của delta L0 chia cho g và kết quả ở đây sẽ là bằng 2. Và chúng ta có T1 thì bằng 2 pi căn bậc 2 của L0 trừ đi delta L1 chia cho G ở đây bằng 1,5 và chúng ta có T2 bằng 2pi căn bậc 2 của L0 mà cộng với delta L2 chia cho G thì bằng 2,5. Thế như vậy, dễ dàng từ đây các em sẽ suy ra được một số các cái mối quan hệ nhất định. Thế vậy từ cái phương trình 1 và cái phương trình thứ Đây từ cái phương trình 1 và cái phương trình thứ 2 này Từ 1 và 2 Từ đây Thì dễ dàng thầy sẽ tìm ra ngay được kết quả của bài toán như sau Đây nhé Ở đây thầy có Là từ cái phương trình ban đầu Từ cái phương trình ban đầu Đấy, thì chúng ta từ hai cái phương trình này ấy. từ phương trình này này với phương trình này này đó thì các em dễ dàng các em suy ra được ngay. Đó là T1 chia T0 tất cả bình phương thì sẽ bằng là L0 trừ đi delta L1 chia cho L0 thì ở đây chính là bằng T1 chia T0 tất cả bình phương và ở đây sẽ là bằng 1,5 mà chia cho 2 tất cả bình phương thì ở đây chúng ta sẽ có rằng là chia cho thằng này chia cho thằng này là bằng 3 phần 4 3 phần 4 là 9 phần 16 Đấy Thế vậy chúng ta nhìn vào đây là L0 sẽ bằng 16 phần 9 chia cho 16 thì bằng 9 phần 16 Vậy ở đây L0 bằng 16 phần L0 bằng 16 phần thì thằng này sẽ là 7 phần Dễ dàng thầy suy ra được ngay Đó là delta L1 sẽ bằng 7 phần 16 L0 Đấy. Chúng ta làm hoàn toàn tương tự từ cái phương trình 1 với phương trình thứ 3 thì chúng ta suy ra được ngay đó là L0 cộng với delta L2 chia cho L0 thì kết quả bằng T2 chia T0 tất cả bình phương và kết quả của chúng ta ở đây sẽ là bằng 2,5 bằng 2,5 mà chia cho 2 tất cả bình phương sẽ là bằng 25 phần 16. Thì vậy ở đây chúng ta sẽ có luôn là 25 phần 16 thì ở đây chúng ta có thằng này sẽ là bằng 16. Thằng này bằng 16 thì thằng này sẽ là bằng 9. Vậy dễ dàng thầy trò chúng ta suy ra được ngay đó là delta L2 sẽ bằng 9 phần 16 L0. Và dễ dàng chúng ta lập được tỷ lệ delta L1 chia delta L2 từ cái giả thiết này chúng ta có delta l1 chia delta l2 thì sẽ bằng 7 phần 9 vậy chúng ta kết thúc cái ví dụ thứ tư ở đây ờ, thưa các em rằng là bắt đầu từ những cái bài học này trở về sau thì mỗi một buổi chúng ta hay sau mỗi kết thúc mỗi một bài thì chúng ta sẽ tham gia một cái game sâu nho nhỏ gồm một vài các cái câu hỏi nhất định và hy vọng rằng là thầy sẽ nhận được cái sự giải đáp của các em thông qua các cái bài toán đó và nếu như bạn nào có uh, sau đấy thầy sẽ tích lũy một cái học bổng nó cỡ đâu đó khoảng tầm 20 triệu giải đều cho cuối khóa học. Và cuối khóa học bạn nào có cái điểm tích lũy hay là điểm số cao nhất trong từng câu hỏi đó thì uh, trong từng các câu hỏi từ đầu cho đến lúc mà kết thúc game show thì chúng ta sẽ tổng hợp mà sắp xếp theo cái mức thứ tự và thầy sẽ phát tổng số cái học bổng đâu đó khoảng tầm 20 triệu cho những bạn giải nhất, giải hai và chúng ta có khoảng hai bạn giải ba thì thế thôi. Đấy thì, thì đây là cái bài học đầu tiên mà thầy khởi động cái chương này luôn, cái chương trình này luôn. Đấy, thì sau đây sau cái ví dụ số 4 này chúng ta làm một hai câu hỏi và các bạn vui lòng gửi đáp án cũng như là gửi lời giải trực tiếp về qua mail hoặc là inbox cho thầy để chúng ta tham gia cái game sâu nhỏ nói trên. Đấy, chúng ta bắt đầu cái loại bài toán đầu tiên trong cái, cái việc chúng ta test thử luôn và kiểm tra luôn cái quá trình à, chạy cái game nhỏ này luôn à, Chào các em, để khởi động cái chương trình game show tích lũy điểm thường ở trong các cái sau mỗi một cái bài học Thì hôm nay đấy là cái buổi đầu tiên mà à, thầy khởi động cái chương trình game show này à, Với mục đích của game show là chúng ta tích lũy những cái lượng câu hỏi trọng tâm nhất và quan trọng nhất sau mỗi một cái bài giảng Thì hiện tại thầy cũng chưa đặt cái tên cụ thể Cho cái game này là cái gì Thì tạm thời chúng ta lấy là Cái game VL9 Plus Hay là Vật lý 9 Plus là Mong muốn là sau khi các bạn Xử lý được những cái dạng bài toán này Chúng ta tích lũy mỗi một cái bài Cỡ khoảng 5 cái bài tập vận dụng Thì lúc đó chúng ta sẽ được một cái lượng đáng kể Và dựa trên những cái nền tảng mà Các bạn đã có sẵn đó Thì chúng ta sẽ có được những cái điểm tích lũy nhất đấy Thì sau khi các bạn làm xong những cái bài này thì các em có thể những câu trắc nghiệm thì trả lời luôn đáp án những câu tự luận thì gửi những cái bài giải về cho thầy thì lúc đấy trên cơ sở đấy thầy sẽ chấm điểm và tích lũy cho thông qua từng tuần từng tháng và cả năm và uh, có thể sau khi đã ổn định được cái số lượng các bạn khá khá rồi thì thầy sẽ trao phần thưởng theo từng tuần ví dụ như một cái thẻ nào đó để các em có thể là uh, kích động các cái uh, kích hoạt các cái khóa học hoặc là uh, thẻ điện thoại giúp cho các em có thể trao đổi thì tài liệu với nhau chẳng hạn Thế thì vậy câu hỏi thứ nhất ở đây thầy cho đó là câu hỏi khá đơn giản Cho một con lắc đơn có chiều dài L bằng 25cm dao động ở nơi có gia tốc trọng trường G sắp xỉ bằng pi bình phương bằng 10m trên dây bình phương Người ta hỏi chu kỳ dao động của vật là Ở đây đáp án A là một giây, đáp án B là 10 giây, đáp án C là hai giây và đáp án D là 1,5 giây Đấy là câu thứ nhất Câu thứ hai thì có nội dung như sau đó là cho hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau là 63 cm và thì người ta quan sát thấy rằng là trong cùng một khoảng thời gian thì con lắc thứ nhất thực hiện được 20 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Và người ta thấy rằng là hai con lắc đơn này dao động điều hòa cùng biên độ góc alpha 1 bằng alpha 2 bằng alpha 0 và tại thời điểm ban đầu xuất phát từ cùng một cái vị trí và đó chính là vị trí biên Thầy giả sử như ở đây luôn là bằng alpha 0 Người ta hỏi chúng ta là sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu Thì hai sợi dây treo hai con lắc đó lại song song với nhau Và chúng ta đã kết thúc câu thứ hai Câu thứ ba có nội dung như sau Đó là cho một con lắc đơn có chiều dài thay đổi được Và đang dao động điều hòa với chu kỳ T0 bằng 2 giây Người ta giảm chiều dài của sợi dây đi một đoạn là L1 Thì chu kỳ dao động là T1 bằng 1,8 giây Nhưng nếu tăng chiều dài của sợi dây lên một đoạn là delta L2 Thì T2 bằng 2,4 giây Người ta bắt chúng ta tìm tỷ số L2 chia L1 thì bằng bao nhiêu Đấy là kết quả và đây là câu thứ 3 Câu thứ tư là thầy cũng cho một con lắc đơn có chiều dài thay đổi được Và đang có chu kỳ dao động là T0 nếu giảm chiều dài của sợi dây đi một đoạn là a thì vật dao động với chu kỳ T bằng T1 bằng 1,2 giây. Nhưng nếu tăng chiều dài của con lắc lên một đoạn là 2a thì vật dao động với chu kỳ T bằng T2 và bằng 1,6 giây. Người ta bắt chúng ta tìm T0 bằng bao nhiêu? Đấy là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm đó là cho một con lắc đơn có chu kỳ dao động là T0 bằng 1 giây. Và nếu thầy tăng chu kỳ con đắc đơn lên một lượng là A Thì vật dao động với chu kỳ là T bằng T1 bằng 1,2 giây Hỏi khi tăng chu kỳ chiều dài của sợi dây lên một đoạn là 2A Thì vật dao động với chu kỳ là bao nhiêu như vậy mọi đáp án và lời giải của các bài toán ở trong game show này Thì các em vui lòng gửi mail về địa chỉ là Hà Lê Tiến VN A gmail.com hoặc là các bạn có thể inbox qua Facebook đó là l tiến hà a facebook com và à, từ đó thì thông qua những cái kết quả mà các bạn đã thu nhận được thì thầy sẽ chấm và thống kê điểm cho các em và à, như thầy đã hứa ngay từ đầu đó là cái học bổng của chúng ta thầy tầm khoảng 20 triệu thì sẽ chia cho ở các cái mức khác nhau đương nhiên là cái này chắc là các thầy sẽ chia sau khi mà chúng ta nhập học xong rồi chúng ta hội ngộ ở các cái buổi giao lưu đối với chương trình học mãi thì thầy sẽ trao ở trong cái khóa đó luôn và tổng học bổng là khoảng 20 triệu thì trong đó phát cho một bạn điểm tích lũy cao nhất một bạn điểm lý cao nhất trong cái khóa fancy hay là khóa pen của thầy ở trên học mãi và hai bạn một bạn giải nhì và hai bạn giải ba trong các cái khóa đó thì hy vọng rằng là các em thông qua những cái bài toán này sẽ giúp cho em Uh, có được một số cái data nhất định và đồng thời từ đó các em sẽ định hướng cho mình các cái phương pháp giải khác nhau để chinh phục ở những cái mức cao hơn và hẹn gặp lại các em ở game show ở phát thứ hai xin chào và hẹn gặp lại các em.